Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 168. Diệp Quân và Quân U cũng lùi về sau liên tục, sau khi dừng lại, Diệp Quân hít một hơi thật sâu, lúc này hắn cảm thấy hai kiếm ý trong người mình đang sôi sục dâng trào, hơn nữa lúc này hai kiếm ý đều đã đạt đến điểm quan trọng, chỉ cần một cơ hội thì để hai kiếm ý có thể chuyển hóa lần nữa. Chiến đấu. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Quân U ở đằng xa, lúc này Quân U cũng đang nhìn hắn, khí tức toát ra từ trên người Quân U mạnh hơn trước mấy lần. Hai người đều là yêu nghiệt chiến đấu. Càng đánh càng mạnh. Quân U bỗng chậm rãi nhắm mắt lại, cô ta siết chặt hai tay, vô số sức mạnh tuế nguyệt bỗng xuất hiện ở bầu trời xung quanh, không chỉ như vậy, còn có mấy vạn đại đạo tuế nguyệt xuất hiện giữa không trung. Dị tượng đại đạo. Lúc này khí tức của Quân U tăng lên rất nhanh, bây giờ khí tức của cô ta đã mạnh đến mức bất thường. Cô ta bỗng mở mắt ra, một pho tượng tuế nguyệt hùng vĩ và khổng lồ bỗng ngưng tụ phía sau cô ta, bức tượng tuế nguyệt này cao mấy vạn trượng, ngưng tụ từ vô số tuế nguyệt trường hà, trên người toát ra khí tức tuế nguyệt đáng sợ, hệt như dòng nước chảy xiết, vô cùng khủng khiếp. Bức tượng tuế nguyệt khổng lồ này đột nhiên giận dữ trợn mắt lên, sau đó nó đấm mạnh vào Diệp Quân ở cuối tầm nhìn, cú đấm này làm dao động hàng vạn tuế nguyệt trường hà xung quanh, chúng tụ tập lại trong đòn tấn công như những dòng sông. Được chúng hỗ trợ, uy lực đòn tấn công của bức tượng tuế nguyệt khổng lồ này lập tức tăng lên gấp mấy lần. Bên ngoài, chủ nhân bút đại đạo bật cười, bản thân đã thành đạo, vượt qua đại đạo, kiểm soát đại đạo. Tang cô nương, thực lực của Quân U cô nương đến từ Đông Hoang này thế nào? Tang Mi không nói gì. Uy lực đòn tấn công của Tang Mi thâm nhập vào rất nhiều thời không, cho dù là cường giả bên ngoài đều bị áp chế đến mức khó thở. Đối mặt với đòn tấn công này, Diệp Quân ở đằng xa lại hít một hơi thật sâu, hai loại kiếm ý trong người hắn quét qua, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Vừa là ý chúng sinh, vừa là ý không có kẻ thù. Diệp Quân nhìn chằm chằm nắm đấm nghiền nát lao đến, lúc này dưới uy lực khủng khiếp đó, hắn không thể thở nổi nữa, nhưng ánh mắt lại không có sự sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu vô tận. Giết! Diệp Quân bỗng biến thành tia kiếm quang lao trời, đâm sầm vào nắm đấm của bức tượng đó. Đối đầu trực diện. Sau khi hai kiếm đạo hợp nhất, khí tức của Diệp Quân cũng tăng lên rất nhanh, khí tức kiếm đạo lao đến, đập mạnh vào nắm đấm khổng lồ. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, trong khu vực chỗ Diệp Quân và Quân U, vô số sức mạnh tuế nguyệt và kiếm quang nổ tung như núi lửa phun trào, cuốn trôi mọi thứ, vô số thời không vỡ vụn, tiêu diệt. Diệp Quân và Quân U cùng văng ra ngoài, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Quân rơi mạnh xuống một thời không. Thời không bỗng sụp đổ, xung quanh hắn, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự vỡ ra rồi lại tu lại, tụ lại xong rồi vỡ ra. Ở đằng xa, khi dừng lại, Quân U cúi đầu xuống nhìn, một thanh ý kiếm cắm vào trước ngực cô ta, đó là thanh kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự, kiếm đang tiêu diệt sức sống của cô ta. Sau lưng cô ta, pho tượng tuế nguyệt khổng lồ đó đã bị vỡ thành từng mảnh, từ từ phân tán, sức mạnh tuế nguyệt đang lan ra bốn phía. Tuế nguyệt trường hà xung quanh cũng đang dần tan ra. Quân U cúi đầu xuống, siết chặt hai tay lại, điên cuồng trấn áp thanh ý kiếm trong cơ thể, thế nhưng thân xác cô ta vẫn đang bị phá tan từng chút. Hai bên đều thiệt hại. Diệp Quân ở đằng xa khó khăn đứng lên, thân thể hắn cũng chi chít vết nứt, không chỉ thế, ý thức của hắn cũng hơi mơ hồ, vì sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi quá kinh khủng. Chủ nhân bút đại đạo ở bên ngoài bỗng cười nói, Tang Mi cô nương. Không ai giết ai được cả, có đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa, cô nói thử xem. Tang Mi gật đầu, cô ta tiến lên trước, đi đến bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân quay sang nhìn Tang Mi, lúc này hắn vô cùng nhếch nhác, cơ thể chi chít vết nứt, trên mặt cũng đầy máu. Tang Mi mỉm cười nói, cảm thấy thế nào? Diệp Quân nhếch môi cười, vẫn ổn. Tang Mi gật đầu, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Diệp Quân bỗng tóm lấy cánh tay cô ta, hắn nhìn Tang Mi, ta vẫn còn chiêu. Hắn biết cô ta muốn nói gì. Tang Mi mím môi cười, thông minh như vậy làm gì? Thật là. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Tang Mi thấp giọng nói, còn nhớ lúc trước ta đã từng hứa tặng cho ngươi một món quà không? Ồ không đúng, là hai món quà, một món quà lớn và một món quà nhỏ là khí thần minh trong ấn thần minh, còn món quà lớn. Diệp Quân lắc đầu, ngăn cô ta lại. Tang Mi nhìn khóe miệng đang chảy máu của Diệp Quân,
cô ta bỗng đưa tay nhẹ nhàng lau đi cho hắn, còn nhớ ta từng nói với ngươi không? Ta bị bệnh, bệnh của ta là vì hai nguyên nhân, một là đạo tâm của bản thân ta có vấn đề, trước kia ta cũng từng nghi ngờ bản thân giống ngươi, nghi ngờ những việc mình làm rốt cuộc có ý nghĩa hay không. Thậm chí còn từng nghĩ, trật tự như vậy sao không phá hủy nó, để bản thân tăng lên một bậc. Nói rồi cô ta bật cười, nguyên nhân thứ hai là trật tự của ta có vấn đề, ta là nguồn gốc của trật tự, nếu trật tự có vấn đề thì tất nhiên ta sẽ gặp vấn đề, ta cần có người bù vào vấn đề trật tự của mình. Diệp Quân lau vết máu ở khóe miệng, ngắt lời cô ta, Tang cô nương. Tang Mi cũng ngắt lời hắn, nghe ta nói, ta biết ngươi còn chiêu, có người nhà họ Dương, có kiếm khí của cô ngươi. Nói rồi cô ta xòe tay ra, tia kiếm khí trên người Diệp Quân chậm rãi bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay cô ta. Tang Mi nhìn kiếm khí đó, mỉm cười nói, ngươi thông minh như vậy, chắc chắn là ngươi biết đây là thử thách của cô ngươi dành cho ngươi. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta đã cố gắng hết sức rồi. Tang Mi lắc đầu, không đủ. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, bà ấy muốn tách biệt ngươi ra khỏi nhà họ Dương hoàn toàn, bao giờ trong lòng ngươi không còn cô, đại bá, ông nội, không còn nhà họ Dương. Ngươi mới có thể thật sự làm thần, ngươi biết đấy, ngươi hiểu hết, đúng chứ? Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn các cường giả Đông Hoang và chủ nhân bút đại đạo, hắn khẽ nói, hiểu thì có tác dụng gì? Có chứ. Tang Mi lại nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng hắn, bà ấy đã mở đường cho tương lai của ngươi, nhưng cần ngươi phải tự mình đi. Diệp Quân lắc đầu, đau lòng nói, ta đánh không lại chủ nhân bút đại đạo, ta thật sự đánh không lại ông ta, cũng không đánh thắng được ông ta. Ông ta luôn ở trước mặt ta, cho dù ta có làm gì thì cũng vô ích thôi. Tang Mi dịu giọng nói, nếu ngươi không đánh thắng được ông ta, cuối cùng làm sao có thể đấu một trận cao thấp với các cô của ngươi. Diệp Quân nhìn Tang Mi, cô ta lấy một mặt dây chuyền ngọc tím đã vỡ có khắc chữ đạo ra, sau đó đeo nó vào cổ hắn, dịu dàng nói, ta biết, ngươi đang rất đau khổ, vô cùng đau đớn, trong lòng ngươi chịu đựng sự đau khổ tột cùng. Ta cũng biết bảo một mình ngươi phải chịu đựng những chuyện này khó khăn thế nào. Ta sẽ đồng hành với ngươi, chúng ta cùng nhau chịu đựng những khó khăn, chúng ta cùng nhau trải qua đau khổ, ta sẽ gánh vác với ngươi. Nói rồi cô ta xoay người đi về phía chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân vô thức muốn kéo cô ta lại nhưng lại tóm phải không khí, Tang Mi đã đến trước mặt chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Tang Mi đi đến, Tang cô nương, ngươi không hy sinh hết chúng sinh, cô sẽ không thể đi xa hơn, không thể tiến xa hơn, cô sẽ không phải là đối thủ của ta. Tang Mi mỉm cười nói, vậy à? Vừa dứt lời, cơ thể cô ta trở nên hư ảo. Chủ nhân bút đại đạo híp mắt, phá vòng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vừa dứt lời, rất nhiều phù văn màu vàng xuất hiện xung quanh ông ta. Mặc dù chủ nhân bút đại đạo khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn chưa đủ, Tang cô nương, vẫn chưa đủ, ha ha. Ông ta vung tay áo, một đạo ấn bay lên trời, quét sạch mọi thứ, nhưng ngay sau đó một tia sáng thần minh trấn áp đạo ấn của ông ta. Trong ánh sáng thần minh đó là Tang Mi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt chủ nhân bút đại đạo hiện lên vẻ hung ác, thần minh, cô cũng muốn phong ấn ta sao? Cô còn chưa đủ, ngoài bốn người kia, trong vũ trụ này không ai có thể làm gì được ta. Nói rồi ông ta giơ tay lên, thoáng chốc mấy vạn đại đạo lao lên trời, đối kháng với ánh sáng thần minh. Từ lúc này, Tang Mi ở trong ánh sáng thần minh bỗng bùng cháy. Khí tức ánh sáng thần minh lập tức tăng lên gấp mấy vạn lần. Điên rồi. Chủ nhân bút đại đạo nói, cô lại hiến tế bản thân, cô điên rồi sao? Tang Mi không nói gì, cô ta chậm rãi bước xuống, mỗi bước đi của cô ta, hàng vạn đại đạo của chủ nhân bút đại đạo lại giảm xuống một trượng. Một bước giảm một. Lúc này tất cả sinh linh tín ngưỡng thần minh ở cả nền văn minh thần minh đều có thể cảm nhận rất rõ ý chí thần minh trong cơ thể mình đang dần biến mất. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Tang Mi ở trong ánh sáng thần minh, không thể tin nổi nói, làm sao có thể? Cho dù cô hy sinh bản thân cũng không thể, làm sao có thể? Nói rồi ông ta sử dụng đại đạo của mình, nhưng không có tác dụng, mỗi bước đi của Tang Mi, đại đạo của ông ta sẽ giảm xuống một trượng. Nhưng thân thể và thần hồn của Tang Mi cũng dần trở nên hư ảo. Tang cô nương. Diệp Quân biến thành kiếm quang lao về phía Tang Mi,
nhưng vừa đến gần thì bị sức mạnh bí ẩn áp chế, không thể động đậy. Diệp Quân nhìn Tang Mi từ từ biến mất, hắn lấy kiếm khí mà cô đưa cho mình ra không chút do dự, nhưng ngay khi hắn lấy kiếm khí ra, khí tức của kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch trong người hắn bỗng giảm xuống. Hai kiếm ý của hắn nhanh chóng giảm xuống hết mức. Nhưng dù vậy, Diệp Quân vẫn không chút do dự muốn sử dụng kiếm khí, nhưng lúc này Tang Mi lại lắc đầu nhìn hắn, ánh mắt cô ta hiện lên sự kiên định trước nay chưa từng và sự cầu xin, "Tiểu Quân, con đường của ta đã kết thúc rồi, ta không thể đi tiếp nữa, nhưng lý tưởng của ta vẫn còn đó, chúng ta đều hy vọng thế giới này sẽ tốt đẹp hơn. Ngươi sẽ đi tiếp, thay ta được không?" Cô ta biết rõ ý tưởng tận sâu đáy lòng hắn. Hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi cái xưng hô vô dựa dẫm này. Hắn biết ý tưởng tận sâu đáy lòng cô ta muốn hắn thực hiện được. Họ có chung lý tưởng. Mà muốn hoàn thành lý tưởng này, Diệp Quân hắn không thể là vô dựa dẫm, phải trở thành người mạnh nhất thế gian này. Nhìn Tang Mi dần biến mất, cùng với sự khẩn cầu và kiên định trong mắt Tang Mi, ánh mắt Diệp Quân dần trở nên trống rỗng, hắn bỗng quỳ xuống, nhìn mảnh kiếm khí thiên mệnh lơ lửng trong lòng bàn tay mình. Hắn nhìn một lúc, cả người như sắp phát điên, nước mắt tuôn rơi, Diệp Quân ta sẽ không bao giờ được gọi cô, ông nội, đại bá, người nhà họ Dương nữa. Không gọi nữa. Vừa dứt lời, hắn run rẩy buông tay ra, kiếm khí thiên mệnh đó rơi xuống. Trong nháy mắt khi sợi kiếm khí chậm rãi rơi xuống đó, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của Diệp Quân lập tức tăng tốc độ lên mấy chục lần, lúc này đây, trở ngại sâu trong nội tâm của hắn cuối cùng cũng biến mất. Cho dù là kiếm ý vô địch hay kiếm ý trật tự, lúc này chúng như được tháo xuống gông xiềng, điên cuồng tăng vọt, từng tiếng kiếm ngân vang vọng khắp toàn bộ vũ trụ tinh hà. Thời khắc này, hai luồng kiếm ý tựa như giành được sức sống mới, nhất là kiếm ý vô địch của hắn. Mà kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân lúc này cũng đang rung lên dữ dội. Kiếm đạo của Diệp Quân lột xác thì nó cũng sẽ tiến hóa theo. Kiếm mạnh vì người. Phía xa. Tang Mi ở trong thần quang nhìn Diệp Quân đang không ngừng tăng vọt hơi thở lên, cô ta nở nụ cười, khẽ nói, Tiểu Quân. Thật sự rất muốn nhìn thấy ngày ngươi trở nên vô địch, nhưng đáng tiếc. Không thể thấy được. Dứt lời, cô ta xòe tay ra, hai quyển sách chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quân, tiếp đó, cô ta đi xuống phía dưới, mỗi một bước cô ta dẫm xuống, nghìn tỷ đại đạo của chủ nhân bút đại đạo sẽ hạ thấp xuống một trường. Đương lúc này, cô ta đột nhiên nở nụ cười, rồi lại lắc lắc đầu. Tiếp tục bước xuống, sau khi đi được chừng mười mấy bước, cô ta lại lần nữa mỉm cười, nụ cười này còn hài lòng hơn so với khi nãy. Cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, sau đó lại lắc đầu thêm một cái, rồi cả người cô ta lập tức hóa thành thần quang hạ thẳng xuống, mạnh mẽ đánh vào đạo ấn của chủ nhân bút đại đạo. Trong chớp mắt, cô ta đã xé rách được đạo ấn, dùng ý chí thần minh vô thượng xâm nhập thẳng vào giữa hàng mày của chủ nhân bút đại đạo. Rồi phá vỡ thời không, kéo ông ta đến núi Phạm Tịnh ở hệ Ngân Hà. Chủ nhân bút đại đạo rơi mạnh xuống trong một khoảng đất, không nhúc nhích gì. Qua một lúc lâu, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên ngồi dậy, ông ta ấn ấn trán mình, nơi đó có một ấu ấn thần minh nhàn nhạt đang hiện hữu. Một khắc sau, sắc mặt của ông ta đột nhiên trở nên dữ tợn, thần minh. Hay, hay lắm, ngươi lại tự hiến tế bản thân để phong ấn tu vi của ta. Đúng là hay lắm. Ông ta từng nghĩ rằng Tang Mi có thể hiến tế chúng sinh để đột phá bản thân, cũng nghĩ rằng Diệp Quân sẽ vận dụng tia kiếm khí kia, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng Tang Mi sẽ tự hiến tế bản thân. Tất nhiên càng không ngờ chính là thực lực của cô ta đã đạt đến cấp bậc đó. Một người đã đạt đến đẳng cấp đó mà vẫn bằng lòng tự hy sinh bản thân. Chủ nhân bút đại đạo ngồi dưới đất, im lặng không nói gì, thật ra ông ta không ngờ nhất là người phụ nữ kia lại có thể trấn áp mình. Phong ấn tu vi. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh vời vợi, ánh mắt âm u, một lát sau, không biết ông ta đã nhìn thấy gì mà hơi nheo mắt lại, cười khẩy, được. Được lắm, kế trong kế, đúng là hay. Chấm. Thần Châu. Sau khi Tang Mi biến mất, những cường giả cảnh giới thần minh ở Thần Châu đều mịt mờ, bởi vì thần minh bọn họ luôn tín ngưỡng đã biến mất hoàn toàn rồi. Tang Mi không cướp đi tu vi của bọn họ. Nói cách khác, tu vi của bọn họ không tổn hại gì, nhưng tín ngưỡng của bọn họ lại vĩnh viễn biến mất rồi. Tất cả cường giả Thần Châu đều ngơ ngác, tất nhiên nhiều hơn vẫn là bối rối. Bởi vì khoảnh khắc Tang Mi xuất hiện đó, cô ta đã có thể dễ dàng xóa sổ sạch bọn họ,
nhưng cô ta đã không làm vậy. Mà hai người mục tu nữ thì ngồi suy sụp một chỗ, ánh mắt các cô đờ đẫn nhìn phía xa, dường như đã thất hồn lạc phách. Hết rồi. Người đó đã thật sự không còn. Tu nữ cầm đao cong không ngừng rơi nước mắt, lúc này đây, cô ta thật sự cảm thấy lạc lõng. Mà lúc này, Diệp Quân chậm rãi đứng lên, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của hắn lúc này đã điên cuồng tăng vọt, vượt xa lần đại chiến khi trước với quân U, hơi thở của hắn bây giờ đã vượt qua cường giả cảnh giới thần minh, không chỉ thế mà còn đang ngày càng mạnh hơn. Diệp Quân nhẹ nhàng cất hai quyển sách Tang Mi cho hắn đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, người đàn ông mặc áo bào đen đeo đao dẫn đầu Đông Hoang bên kia lúc này cũng đang nhìn lại hắn. Tuy Tang Mi đã hy sinh bản thân để trấn áp chủ nhân Bút Đại Đạo, thế nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, bởi vì những cường giả Đông Hoang này vẫn còn đang ở đây. Người đàn ông đeo đao dẫn đầu Đông Hoang kia nhìn Diệp Quân, giết. Giết. Vừa dứt lời, tất cả cường giả ở phía sau gã lập tức xông về phía Diệp Quân, tất nhiên bọn họ muốn giải quyết uy hiếp lớn nhất hiện tại là Diệp Quân đầu tiên. 9 cường giả trên cảnh giới thần minh đồng loạt ra tay, đó là sức mạnh kinh khủng cỡ nào. 9 luồng uy thế giáng đến như long trời lở đất, nghiền nát tất cả. Lúc này, Đồ vẫn trầm mặc ở phía xa đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời, bà ấy xoay ngang kiếm chém người đàn ông trung niên thối lui liên tục. Lúc bà ấy định ra tay tiếp thì đột nhiên có một luồng kiếm quang phóng đến bên cạnh bà, sau đó mạnh mẽ đâm giết về phía cường giả Đông Hoang kia. Chính là Diệp Quân. Lúc này, kiếm ý quanh thân hắn đã đỏ oạch như máu, không chỉ thế, ý kiếm trong tay hắn đã đổi thành kiếm Thanh Huyên, mà dưới sự bổ trợ của kiếm Thanh Huyên, uy lực của từng chiêu kiếm của hắn còn mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Chiêu kiếm của hắn mạnh mẽ bổ tới lại chém được cường giả Đông Hoang cảnh giới trên thần minh kia liên tục lùi lại được mấy vạn trượng, kiếm quang khủng bố lập tức xé rách thời không nơi chân trời ra mấu vạn trượng, trông vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, những cường giả Đông Hoang kia đều nhíu mày lại, trong mắt có thêm một tầng nghiêm nghị. Diệp Quân không hề phí lời, giẫm chân phải một cái, cả người lại hóa thành một luồng kiếm quang chém ra. Tiếng kiếm ngân vàng, một luồng kiếm quang đỏ lòm mạnh mẽ xé ngang đất trời. Mà lúc này, mục tu nữ và tu nữ cầm đao cong cũng vào tới, thực lực của các cô tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chống lại được những cường giả cảnh giới trên thần minh, cũng may có đồ chống ở phía trước, một mình bà ấy một kiếm chặn ngang lại được rất nhiều cường giả đứng đầu của Đông Hoang. Bên dưới, đám người thần phụ ngẩng đầu nhìn cường giả Đông Hoang đang xông đến. Ông ta đột nhiên nở nụ cười, các vị, thần minh không giết chúng ta chính là để cho chúng ta có một cơ hội chuộc tội. Giết! Giết! Ông ta dẫn đầu lao về phía đám cường giả Đông Hoang ngang cấp, mà phía sau ông ta cũng có vô số cường giả thần châu đua nhau phóng tới. Bọn họ muốn tranh quyền đoạt lợi, muốn đạt được nhiều lợi ích, nhưng không có nghĩa là họ ngu xuẩn. Bây giờ Đông Hoang đột kích không chỉ là đến hất mâm cơm của bọn họ, mà còn là muốn cướp bóc, lấy mạng của bọn họ. Không có ngoại địch thì nội đấu, nếu đã có ngoại địch thì tất nhiên trước tiên phải đoàn kết giải quyết bọn chúng, dù sao cũng không thể để người ngoài chiếm hời của bọn họ được. Tuy cường giả Đông Hoang có thế đánh hung hăng, nhưng phía bên Diệp Quân cũng không hề kém cạnh, nhất là bây giờ có cả Diệp Quân và Đồ, còn có kiếm Thanh Huyên phụ trợ, cho dù là cường giả trên cảnh giới thần minh đối chiến với hắn cũng không dám lấy cứng chọi cứng. Mà bây giờ, Diệp Quân đã giết tới đỏ mắt, hắn liều mình đâm chém về phía đám cường giả thần minh. Kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch của hắn đủ để áp chế những cường giả trên cảnh giới thần minh, một người một kiếm không ngừng tiến công, tựa như chiến thần trong huyền thoại, không gì cản nổi. Theo tia kiếm quang đỏ lòm nổ ra, một cường giả trên cảnh giới thần minh lập tức bị đánh bay, Diệp Quân đang định ra tay tiếp thì lại bị một cánh tay khác kéo lại. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, chính là Đồ. Thân thể là của Đồ đang dần mờ ảo. Đây không phải bản thể của bà ấy. Đồ ngẩng đầu nhìn những cường giả Đông Hoang đang lơ lửng trên không, chẳng mấy chốc, ánh mắt đã nghiêng sang nhìn hư không phía xa, ta cảm nhận được có một vài hơi thở mạnh mẽ đang hướng về phía bên này. Chúng rất mạnh, còn mạnh hơn cả những người trước mắt này. Nói rồi, bà ấy quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân yên lặng một lát rồi lấy hai quyển sách ra, hắn mở ra một quyển, bên trong chỉ có một hàng chữ, đến Hoang Hải. Hoang Hải. Diệp Quân hơi nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn mục tu nữ ở cách đó không xa, mục. Nghe Diệp Quân gọi, mục tu nữ dừng tay lại, thân hình khe run lên bay đến trước mặt hắn,
cô ta nhìn quyển sách một cái rồi nói, ta biết nó ở đâu. Đồ đột nhiên nói, đi ngay. Diệp Quân trầm mặc. Đồ biết suy nghĩ của hắn, lập tức lắc đầu, nhanh đi đi. Diệp Quân khẽ nói, cô, mục tiêu của bọn chúng chủ yếu là con đi không được. Nơi này chỉ có hắn và Đồ là có thể đánh lại với những cường giả trên cảnh giới thần minh, mà bây giờ Đông Hoang lại còn có cường giả mạnh hơn đang đến. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vị trí mộ máu ở cưới chân trời có một cô gái đang giơ cao thần minh chủ ấn, miệng nhẩm niệm. Lăng Thu Nữ. Đột nhiên, toàn bộ mộ máu đột nhiên có các hơi thở kinh khủng phóng lên trời cao, như muốn nghiền ép đất trời. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, từng cường giả toàn thân máu đỏ bò ra từ bên trong ngôi mộ. Huyết vệ. 26 huyết vệ. Quân đội mạnh nhất của văn minh thần minh. Năm đó đừng xông giết Đông Hoang, còn bình an trở về. Thấy Lăng Tu Nữ thức tỉnh những huyết vệ kia, sắc mặt của Mục Tu Nữ và Liên Tu Nữ đều trở nên vô cùng khó coi, bởi vì Lăng Tu Nữ nắm giữ thần minh chủ ấn thì tương đương với việc hiện tại cô ta chính là thần minh, những huyết vệ này chắc chắn sẽ nghe lời cô ta. Tuy những huyết vệ đó vì bị phong ấn nên không phải đang ở trong trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Những huyết vệ đó bò lên khỏi mặt đất, từng luồng sát khí đáng sợ nhanh chóng bao trùm lấy không gian nơi đây, phủ lấy khắp toàn bộ thần châu. Phía chân trời, những cường giả Đông Hoang nhìn đám huyết vệ kia thì vẽ mặt nghiêm lại, còn lộ ra chút âm u. Năm đó cũng chính nhóm huyết vệ này đã giết vào Đông Hoang, tiêu diệt không biết bao nhiêu cường giả của họ. Bây giờ kẻ thù gặp mặt, máu sôi ủng ục. Sau khi những huyết vệ kia đứng lên thì đều đưa mắt nhìn về phía Lăng Tu Nữ, nói đúng là về phía thần minh chủ ấn trong tay cô ta, cả 26 huyết vệ đồng loạt quỳ xuống, không chút do dự. Lăng Tu Nữ chậm rãi xoay người, lúc này đây, thần châu và Đông Hoang đều đang nhìn chằm chằm cô ta, bởi vì không ai biết người phụ nữ này sẽ làm gì tiếp theo. Ánh mắt Lăng Tu Nữ rơi vào người Diệp Quân cũng nhìn lại cô ta, tay trái siết chặt lấy kiếm Thanh Huyên. Mục Tu Nữ và Tu Nữ cầm đao cong nhìn quanh với vẻ nặng nề xen lẫn lo lắng, bởi vì nếu các huyết vệ thật sự ra tay thì chẳng khác gì một cú đánh chí mạng vào phe họ. Huyết vệ là những cường giả cảnh giới thần minh cao cấp nhất, năm xưa không ngừng chinh chiến nên sức mạnh vượt qua người đồng cấp. Chỉ thấy 26 huyết vệ kia hóa thành những trụ máu đỏ tươi phóng lên cao, khí thế như muốn thổi bay đất trời. Diệp Quân siết chặt kiếm Thanh Huyền trong tay, vừa định xuất thủ thì thấy các huyết vệ đang nhào tới tấn công các cường giả trên thần minh của Đông Hoang. Mục Tu Nữ và Tu Nữ cầm đao cong đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Người áo đen dẫn đầu bên kia thì nhăn mặt, giơ trường đao trong tay lên, giết. Chín cường giả đứng cạnh đó lập tức xông ra đón đầu. Đánh trực diện với huyết vệ. Duỳnh. Hai bên va chạm, điều ngạc nhiên là chín cường giả Đông Hoang lại bị các huyết vệ trấn áp. 26 huyết vệ tuy kém về cảnh giới nhưng lực chiến thì không hề lép vế, lại thêm cả ưu thế về quân số nên dễ dàng chiếm thế thượng phong. Thấy vậy, Diệp Quân lập tức hóa thành kiếm quang lao về phía các cường giả thần minh Đông Hoang còn lại, chỉ mấy chốc đã đến nơi, kiếm vung lên chém vỡ thân xác một kẻ trong đó, suýt nữa giết chết tươi tại chỗ. Bọn cường giả kia giật nảy trước sức mạnh của hắn, sau đó lại thấy hắn vung kiếm. Một cường giả Đông Hoang đứng ở xa thấy mình là mục tiêu thì tái mặt, không dám đối đầu mà lập tức tháo chạy. Không ngờ nhát kiếm tăng tốc, thoáng cái đã trở tới. Tên cường giả kia sợ phát run, hai tay nắm lại, ý chí sống còn khiến y bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Đường kiếm hất văng y đi, chém vỡ thân xác, xé nát thần hồn. Chết trong nháy mắt. Đám cường giả Đông Hoang còn lại càng hoảng hốt. Người áo đen thấy vậy thì rợm ra tay nhưng đã bị khí tức từ một người khác khóa lại. Đồ đến. Bà hóa thành kiếm quang vụt tới. Ban nãy bà để cho Diệp Quân đi là vì cảm nhận được có cường giả mạnh hơn đang đến, nhưng giờ đã có huyết vệ gia nhập trận chiến, hai bên có thể sòng phẳng đánh nhau rồi. Thấy Đồ tấn công, người áo đen cũng biết không thể lui nữa. Hai mắt long lên dữ tợn, ông ta nâng đao lên chém xuống. Đao quang cuồn cuộn va chạm với kiếm quang, cái trước lập tức vỡ nát, lực đẩy mạnh tới nỗi khiến người áo đen bay vút ra ngoài. Đồ định đuổi theo thì bỗng ngẩng lên, hai mắt nheo lại, sau đó phóng tít lên cao đến một vùng trời mới.
cách đó thật xa là một lão già mặc áo xám cùng với 6 cường giả bí ẩn theo sau. Thân thể 6 người này đều vô thực, tỏa ra ánh đỏ lập lòe. Cảnh giới đều trên thần minh. Khí tức của lão già cầm đầu lại càng mênh mông như vũ trụ. Lão cất giọng khàn khàn, chỉ là một phân thân mà đã lợi hại đến vậy, xem ra thế lực đứng sau DCT kia không chỉ có thần minh mà còn nhiều điều bí ẩn khác. Đồ vung Chu Tiên, lạnh lùng mở miệng, không ngờ lần này chủ nhân bút đại đạo lại chơi lớn như vậy. Lão già cười lên một tiếng quái dị như bị mắc kẹt cái gì trong cổ, chủ nhân bút đại đạo. Cô nương, người và thế lực chống lưng cho Diệp Quân cũng không tưởng tượng được sức mạnh của Đông Hoang đâu. Ồ! Đồ ra vẻ hứng thú, khó lắm sao? Lão già, như con ếch nhìn lên trời từ đáy giếng vậy. Có cần ta cho ngươi thời gian để gọi cứu binh không? Đồ bật cười, đoạn tung người nhảy lên, vung kiếm chém mạnh xuống. Xoẹt! Tinh Vân bị một kiếm này chẻ đôi. Lão già nheo mắt lại, một quầng sáng đen tỏa ra từ tay phải bao trùm lấy nhát kiếm, nhưng theo tiếng kiếm minh lảnh lót, nó đã bị phá vỡ. Choang! Nơi nào lão già lùi lại, nơi đó thời không vỡ nát. Trước khi đồ kịp ra tay lần nữa, 6 cường giả bí ẩn kia đồng loạt bước tới, phóng ra những tia sáng đỏ bao trùm lấy bà ấy. Đồ vung kiếm chém vỡ nó đồng thời ép đối thủ lui lại. Nhưng mục tiêu của bà không phải là chúng mà là lão già áo xám kia. Thấy nhát kiếm bay đến chỗ mình, hai mắt lão ta dâng lên sát ý. Tay mở ra, lão phóng một cây pháp trượng màu đen lên cao. Từ trong đó, một con yêu thú mặt mũi dữ tợn nhào ra tấn công đồ. Quỳnh! Sau cú va chạm, đồ vẫn đứng vững vàng tại chỗ nhưng con yêu thú thì bị đẩy lui. Giữa trán nó xuất hiện một vết nứt làm máu văng ra tung tóe khiến nó trông càng đáng sợ. Hai mắt long lên sòng sọc, con thú ngửa cổ gầm thét nhưng vì kiêng kỵ nên không dám tấn công nữa. Đồ thản nhiên liếc nó rồi thấy 6 cường giả kia đang bao vây mình, ai nấy đều đang lẩm nhẩm gì đó. Bỗng hàng loạt tia năng lượng dao động kỳ lạ xuất hiện trong thời không khiến đồ nhíu mày. Lão già áo xám kia giơ tay lên cao, cất giọng niệm chú. Thời không khắp nơi bông ứa máu tươi, đi kèm là những tiếng gầm gừ sởn gai ốc. Bốn bề hóa thành địa ngục. Lão già nói, nhân danh chủ nhân Đông Hoang, xuống địa ngục đi. Lời vừa dứt bỗng có hàng loạt bàn tay đỏ hòn vươn ra từ tinh không biển máu, mỗi bàn tay đều mang theo sức mạnh nhân quả hùng hậu. Chúng tóm lấy đồ, kéo mạnh bà xuống dưới. Chỉ với một cú xoay cổ tay, Thiên Chu hóa thành kiếm quang bắn ra chặt đứt vô số bàn tay, sau đó nó dần chậm lại khi bị vô vàn niệm lực nhân quả quấn lấy. Đồ lại nhíu mày. Trong lúc đó không ngừng bị những bàn tay máu kéo đi. Ý niệm vừa động, hàng loạt tia kiếm quang bắn ra từ cơ thể đồ, chém sạch những bàn tay máu. Nhưng con yêu thú ban nãy bất chợt giống lên, nhảy tới tấn công, lại lập tức bị một tia kiếm quang khác chém bay. Kiếm quang không ngừng tuôn ra từ trong người đồ, xoát sổ niệm lực nhân quả và những bàn tay. Khiến chúng không tài nào tiếp cận được bà. Sắc mặt lão già áo xám và đám cường giả kia thoáng chốc đanh lại. Nhưng linh hồn của đồ đang mờ đi. Dù sao thì đây cũng không phải là bản thể của bà, càng đánh lâu thì tiêu hao càng lớn. Trận đại chiến thần châu đã lấy đi của bà quá nhiều năng lượng, đặc biệt là đòn tấn công của chủ nhân bút đại đạo. Lão già áo xám nhìn về nơi xa, thấy một cái bóng mờ đang lao tới thì cả kinh. Thần thú! Sau đó lập tức ra lệnh, giết tên Diệp Quân ngay. Rồi lão đưa tất cả rời khỏi chỗ đó. Vùng thời không đỏ máu kia không biến mất mà vẫn tiếp tục có niệm lực và những bàn tay máu xông ra giữ chân đồ. Sau khi đám người kia rời đi, một cái bóng mở đáp xuống mang theo khí tức bùng nổ đập vỡ những thứ kia. Thần thú khinh thường nhìn chúng, trước kia chủ nhân bút đại đạo nói thế lực của Diệp Quân không đơn giản, đặc biệt là mấy bà cô của hắn. Hôm nay xem ra, chỉ có thể thôi ư, đúng là thất vọng. Nói xong, gã đã ầm ầm bổ nhào vào đồ. Chấm. Đại chiến thần châu bên kia vẫn đang tiếp tục, đối thủ của Diệp Quân là người đàn ông cầm đao, gã không dám đối đầu trực diện với hắn nhất là sau khi hai loại kiếm ý của hắn đã biến đổi, lại còn cầm cả thanh huyền thì cường giả trên thần minh cũng phải tạm lánh. Bỗng mục tu nữ xuất hiện kéo tay Diệp Quân lại, đến hoang hải mau. Hắn nhìn sang, nghe cô ta giải thích, có rất nhiều cường giả Đông Hoang đang đến đây, chủ nhân Đông Hoang cũng chưa xuất hiện, chủ nhân bút đại đạo có thể còn chưa tung hết chiêu. Đừng lề mề ở đây,
hãy lập tức đến Hoang Hải gặp các tỉ muội của chủ nhân. Họ từng là thần bảo vệ cho văn minh thần minh, cũng là người tạo ra huyết vệ. Sau một giây im lặng, Diệp Quân gọi Tiểu Tháp ra, Tháp ra. Mục tu nữ từ chối, chúng ta sẽ đoạn hậu. Diệp Quân lắc đầu, đoạn gì mà đoạn, vào chữa thương đi. Rồi hắn bảo Tháp ra thu hết tất cả cường giả văn minh thần minh đang có mặt vào, đoạn ngự kiếm lên biến mất ở nơi xa. Người đàn ông cầm đao và mấy kẻ kia nhanh chóng đuổi theo. Bên kia, Quân U đang tập trung trị thương thì mở mắt, hít vào một hơi thật sâu. Khí tức của cô ta tăng lên ngùn ngụt một lần nữa trước khi đại chiến đến. Ánh mắt cô ta dõi vào lòng thiên hà, chỉ dùng một bước chân đã biến mất. Chấm. Diệp Quân ngự kiếm đến Hoang Hải, nhưng chưa được bao lâu thì thời không nơi đó đã trở thành màu máu. Lão già áo xám và 6 tên cường giả đi theo xuất hiện chặn đường hắn. Lão già, làm hắn biến mất khỏi cõi đời này đi. 6 cường giả kia bắt đầu niệm chú khiến không gian quanh Diệp Quân lại rỉ máu, niệm lực nhân quả và những bàn tay kia lại hiện ra. Sát ý dâng tràn, Diệp Quân vừa định ra tay thì đã có một người xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy người đến, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, vì người này không ai khác chính là Lăng Tu Nữ trước đó. Hắn nhìn Lăng Tu Nữ, hơi ngờ vực, cũng đề phòng cô ta, vì hắn không chắc ý đồ thực sự của đối phương. Lăng Tu Nữ không nói gì, tay trái cầm chủ ấn thần minh, vung tay phải lên, thời không gian màu máu bên phải vỡ tan, một đại đạo thời không xuất hiện. Lăng Tu Nữ quay sang nhìn Diệp Quân, đi. Diệp Quân nhìn cô ta, xoay người ngự kiếm bay lên, biến mất ở đằng xa. Thấy thế, ông lão mặc áo xám đang định ra tay, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ như sóng triều lao về phía ông ta. Ông lão đồ xám sửng sốt, quay phắt lại nhìn Lăng Tu Nữ, lúc này Lăng Tu Nữ đang nhìn chằm chằm ông ta. Ông lão đồ xám nhìn Lăng Tu Nữ, giải quyết cô ta trước. Nói rồi ông ta dẫn các cường giả bên cạnh lao về phía Lăng Tu Nữ. Ở một nơi khác, Diệp Quân ngự kiếm lao nhanh trong tinh không, hắn tăng tốc độ lên đến mức nhanh nhất, hơn nữa hắn đang xuyên qua thời không, nhưng họ ở quá xa đông hoang, cho dù có kiếm thanh huyên cũng mất ít nhất một ngày. Diệp Quân nhìn tận cuối đường hầm thời không vô tận, không biết đang nghĩ gì. Trong tiểu tháp, lúc này các cường giả thần châu đều đang hồi phục vết thương, trận chiến trước đó rất quyết liệt. Hơn 30 cường giả cảnh giới thần minh bên thần châu đã chết, những cường giả còn lại cũng bị thương ở mức độ khác nhau. Tất cả cường giả thần châu tụ tập lại chữa trị vết thương, sắc mặt của họ rất ảm đạm, tâm trạng phức tạp. Tranh qua giành lại, đều để đông hoang được lợi. Còn có thần minh. Lúc này, họ mới nhận ra một điều, trước đây họ đều không muốn lại có thần minh, vì không có thần minh, họ có thể đạt được nhiều lợi ích hơn, có thể nắm quyền quản lý toàn bộ nền văn minh thần minh. Thế nhưng, khi thần minh không có ở đây thật, họ mới nhận ra họ chẳng là gì cả. Bây giờ tình cảnh của họ vô cùng gượng gạo. Đầu hàng. Đông Hoang chắc chắn không để họ đầu hàng, hơn nữa họ cũng không cúi đầu, dù sao năm đó nền văn minh thần minh đã ổn định được Đông Hoang, bây giờ không chỉ phải cúi đầu chịu thua, còn phải nhường lại tất cả lợi ích. Không đầu hàng. Đi theo Diệp Quân. Diệp Quân chắc chắn sẽ là người kế vị được thần minh chọn. Nhưng vấn đề là trước đó người của mình đã đẩy Diệp Quân vào chỗ chết, bây giờ lại đầu hàng hắn. Hình như không phải là một ý hay. Tất nhiên vấn đề họ đang phải đối mặt là làm sao để sống sót. Ở một bên, Tu Nữ cầm đao cong và Lăng Tu Nữ vẫn đang hồi phục vết thương, vành mắt Tu Nữ cầm đao cong đỏ hoe, đôi lúc nước mắt lại rơi xuống. Đến giờ cô ta cũng không thể chấp nhận được cái chết của Tang Mi. Lăng Tu Nữ ngồi khoanh chân ở một bên. Siết chặt hai tay, ánh mắt xa sầm. Cô ta nghĩ nhiều hơn Linh, cô ta biết Tang Mi chết trong một âm mưu được tính toán kỹ càng, mà người đứng đằng sau là chủ nhân bút đại đạo. Lăng Tu Nữ nhắm mắt lại, đè nén sát ý ngút trời ở sâu tận đáy lòng. Nợ máu phải đền máu. Một bên khác, Cổ Bàn ngồi dưới đất, tâm trạng y rất tệ vì trận chiến trước đó, y không có cơ hội tham gia vào. Thấp nhất đều toàn là cảnh giới thần minh. Trước khi gặp Diệp Quân, Cổ Bàn cũng là người vô địch tung hoành trong vũ trụ, nhưng kể từ khi gặp Diệp Quân, y nhận thấy mình ngày càng yếu. Tất nhiên, y biết rất rõ không phải mình yếu mà là kẻ thù của Diệp Quân ngày càng mạnh. Hôm nay đánh với thần cao cấp, ngày mai lại đánh với chủ thần, ngày kia lại là thần minh. Sau đó thì trên thần minh.
ai mà chạy cho kịp. Cổ Bàn thấp giọng thở dài. Y bỗng cảm thấy Diệp huynh này cũng không dễ dàng gì. Có thể sống bằng cách này, điều này đã rất bất thường rồi. Thử thách của gia tộc Diệp huynh đúng là cấp bậc địa ngục. Người bình thường không thể làm được. Cổ Bàn nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, y biết y phải đi rồi. Vì giờ ở lại đây không chỉ không giúp được Diệp quân, mà còn trở thành phiền toái của Diệp quân. Bên ngoài, Diệp quân ngự kiếm bay đi, hắn tăng tốc lên mức nhanh nhất. Ngay lúc này đột nhiên có chuyện xảy ra, chỉ thấy tận cuối đường hầm thời không bỗng nổ tung, sau đó một cây thương dài lao đến. Diệp quân giật thót, kiếm thanh huyên bay đến. Thương và kiếm va chạm với nhau, cả đường hầm thời không sụp đổ, Diệp quân xuất hiện trong tinh không, xung quanh mờ ảo, tĩnh mịch. Diệp quân xòe tay ra, kiếm thanh huyên biến thành tia kiếm quang bay vào lòng bàn tay hắn, hắn ngẩng đầu lên đằng xa, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen đứng đó, cũng không biết áo giáp đen trên người người đàn ông được làm từ vảy gì, nó đang vặn vẹo như một sinh vật sống, cực kỳ đáng sợ. Người đàn ông trung niên đưa tay ra, cây thương bị nhát kiếm của Diệp quân đánh bay lập tức bay vào tay ông ta, giữa cây thương có một vết kiếm khá sâu. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp quân. Cây thương trong tay bỗng bắn ra, lao thẳng đến chỗ Diệp quân, gần như cùng lúc đó, Diệp quân cũng biến thành tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Tiếng kiếm kêu vang lên, làm chấn động tinh hà vũ trụ này. Ầm! Ngay khi thương và kiếm vừa chạm vào nhau, khu vực thời không chỗ hai người đang đứng lập tức nổ tung, sức mạnh của cả hai cuộn vào nhau như cơn lốc, cuốn về phía trước, hủy diệt mọi thứ. Người đàn ông trung niên vung mạnh cây thương trong tay lên phá tan sóng xung kích của sức mạnh đó, sau đó ông ta bỗng bay lên trời như một tia sét, từng tàn ảnh bay lên trời theo sau ông ta. Ông ta cầm cây thương đánh vào người Diệp quân ở bên dưới, uy lực của cây thương này mạnh đến mức tinh hà vũ trụ đều biến thành màu đen hoàn toàn với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường, không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp từ cây thương của ông ta. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này, Diệp quân không có lùi mà còn tiến lên. Biến thành tia kiếm quang bay lên trời, được hai kiếm ý hỗ trợ, nhát kiếm của hắn cũng hủy diệt trời đất, kiếm khí cực mạnh áp chế ngược lại sức mạnh cây thương của người đàn ông trung niên. Ầm. Sau khi thương quang bị phá tan, người đàn ông trung niên bị đánh văng ra xa, trong lúc đó, thương quang và thương ý quanh người ông ta nổ tung. Nhưng khi kiếm ý của Diệp quân chém vào quanh người ông ta, bộ áo giáp kỳ lạ trên người ông ta bỗng bắt đầu vặn vẹo, chúng tỏa ra từng luồng sáng tối tăm, đè ép kiếm ý của Diệp quân. Khi dừng lại, người đàn ông trung niên siết chặt tay trái, áo giáp trên người đột nhiên phát ra ánh sáng tối tăm rực rỡ, lập tức hất văng hai kiếm ý của Diệp quân, nhưng lúc này một tia kiếm quang dài cả vạn trượng đập thẳng vào mặt ông ta. Đồng tử của người đàn ông trung niên co rụt, hai tay cầm thương chặn ở trước mặt mình, nhưng khi kiếm thanh huyên của Diệp quân chém vào trên cây thương của ông ta, cây thương dài lập tức đứt gãy, thanh kiếm rơi thẳng xuống chém thẳng vào vai ông ta. Giáp. Giáp vảy trên vai người đàn ông trung niên nứt ra, nhưng lại chưa bị hỏng hoàn toàn. Người đàn ông trung niên hoảng hốt, không ngờ Diệp quân lại có thể làm hỏng bộ thần giáp siêu cấp mà ông ta đang mặc, phải biết là bộ áo giáp này đã được thần tế sư Đông Hoang gia tăng sức mạnh, có sức mạnh của vô lực tối thượng. Ông ta còn chưa suy nghĩ được gì, Diệp quân bỗng cầm kiếm đè xuống. Cả cánh tay phải của người đàn ông trung niên đã bị nhát kiếm của Diệp quân chém. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên cũng nhân cơ hội lui về sau. Nhưng tốc độ của Diệp quân nhanh hơn ông ta, hắn biến thành tia kiếm quang lao về phía ông ta. Nhát kiếm cực kỳ nhanh. Ở phía xa, nhìn thấy nhát kiếm của Diệp quân lao đến, người đàn ông trung niên hoảng hốt, ông ta không ngờ kiếm của Diệp quân lại mạnh như vậy. Lúc này ông ta không dám đối đầu trực diện với Diệp quân, nhưng ông ta không đường lui, không đánh cũng phải đánh, ông ta siết chặt tay phải lại. Sau đó đấm mạnh một cú vào Diệp quân, bị khát vọng sống mãnh liệt kích thích, đòn tấn công của ông ta cực kỳ mạnh, quyền quang cực mạnh lao ra, đè ép nhát kiếm của Diệp quân. Kiếm của Diệp quân giống như cắt đậu phụ, thoáng chốc đã cắt đứt quyền quang của ông ta, sau đó lao thẳng đến xé toạc cả cánh tay phải của ông ta thành hai. Lần này Diệp quân không cho ông ta cơ hội chạy trốn, lúc chém đứt cánh tay phải của ông ta thì chém ngang một nhát nữa, đầu ông ta văng ra. Máu bắn tung tóe. Diệp quân cầm kiếm run rẩy, máu trên kiếm thanh huyên bắn ra. Hắn chậm rãi xoay người, thời không cách bên phải mấy ngàn trượng rung chuyển, có khí tức cực mạnh đang đến. Diệp quân híp mắt lại nhìn khu vực thời không đó. Tiểu tháp bỗng nhắc nhở, đến Đông Hoang trước.
Thế nhưng tiểu tháp vừa dứt lời, một cột sáng màu đen phá vỡ thời không, lao ra từ trong đó, sau đó đâm sầm vào Diệp Quân. Diệp Quân tiến lên, một nhát kiếm khiến cột sáng màu đen tan tành. Hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một người đàn ông cưỡi một con yêu thú to lớn lao ra từ trong thời không dung chuyển đó, người đàn ông này để trần thân trên, con yêu thú bên dưới gã trông giống như một con hổ, có sáu cánh và cái đuôi dài mấy trượng, giống như một thanh đao cong sắc bén, khi nó chuyển động nhẹ, thời không bị xé nát như tờ giấy. Sau khi bước ra, người đàn ông nhìn thẳng vào Diệp Quân, không nói gì đã cưỡi con yêu thú đó nhảy lên lao thẳng vào Diệp Quân cách đó không xa, tốc độ cực kỳ nhanh, đến mức Diệp Quân chưa kịp nhìn rõ, hắn chỉ có thể lấy kiếm chặn lại theo bản năng. Diệp Quân bị va vào thì văng ra xa gần cả vạn trượng, lúc hắn dừng lại, con yêu thú ở đằng xa đột nhiên cười dữ tợn, nhe răng với hắn, sau đó nó lại nhảy lên với tốc độ mắt thường không thể thấy được, sau đó lao vào Diệp Quân. Diệp Quân híp mắt lại, hắn đã chuẩn bị tâm lý, không còn lấy kiếm đỡ đòn nữa mà thủ thế, hai tay cầm kiếm thẳng ở trước mặt, chờ yêu thú đó lao đến mũi kiếm của Kiếm Thanh Huyên. Bởi vì lần đầu tiên va chạm tàn bạo chiếm thế thượng phong nên lần này ác thú càng đánh vô liêm sỉ. Với thân hình cường tráng và tốc độ đáng sợ, đại lực tạo ra kỳ tích, chiêu này đối với nó mà nói, đó là thử nghiệm. Cứ như vậy, con ác thú đâm mạnh vào mũi Kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân. Thời khắc đâm vào Kiếm Thanh Huyên, đôi mắt của nó đột nhiên mở to, sau đó, lông mày giãn ra, một dòng máu bắn ra, thanh kiếm đâm xuyên từ lông mày ra sau. Cùng với tiếng thét chói tai vang lên, thân thể của ác thú bị xé làm đôi, vô số máu từ trên trời đổ ra như suối. Một nhát kiếm giết chết trong một giây. Người đàn ông đứng sau ác thú kinh hãi, liên tiếp lùi lại, tuy nhiên, không có sự hậu thuẫn của ác thú, tốc độ của gã chậm lại nhiều lần, bị một kiếm của Diệp Quân chém bay đầu. Diệp Quân đứng ở giữa, vẻ mặt vô cảm nhìn ác thú đang từ từ rơi xuống ở nơi xa, máu từ thanh kiếm Thanh Huyên trong tay hắn đang chậm rãi nhỏ xuống. Diệp Quân không rời đi, bởi vì hắn đã không thể rời đi nữa, trước mặt hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một ông lão mặc áo bào màu xanh hoa, đầu tóc bù xù, nhìn rất luộm thuộm, nhưng trên vai ông ta có một con chim kỳ lạ đang đứng, ba chân hai đầu, bốn mắt như quả cầu máu. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Ánh mắt của ông lão mặc áo bào xanh hoa rơi vào thanh kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, ông ta biết sức phòng thủ của con ác thú đó, nhưng vừa rồi ở trước thanh kiếm này, nó giòn như tờ giấy. Đây cũng chính là nguyên nhân ông ta không lập tức hành động. Không chắc chắn. Có rủi ro. Tốt nhất nên chiến đấu theo nhóm để an toàn hơn. Trì hoãn. Ông lão mặc áo bào xanh hoa chậm rãi nói, ngươi là. Ông ta còn chưa nói xong liền thấy một đạo kiếm quang lao thẳng về phía mình như sấm sét. Sắc mặt ông lão mặc áo bào xanh hoa đột nhiên tối sầm lại, làm sao tên này biết mình muốn trì hoãn thời gian. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nhát kiếm của Diệp Quân đã chém đến, con chim hai chân trên vai ông ta đột nhiên bay lên, hóa thành hàng vạn làn sóng lửa hướng thẳng về phía Diệp Quân, thời khắc làn sóng lửa này xuất hiện. Tinh hà trực tiếp sôi sục và tan chảy, vô cùng đáng sợ. Quỳnh. Cùng với tiếng nổ vang lên, vô số kiếm quang và hỏa quang đồng thời phun trào, sóng xung kích mạnh mẽ khiến Diệp Quân lùi lại gần vạn trượng, hắn vừa dừng lại, khu vực nơi hắn vừa đứng đã trực tiếp bị biến thành một biển lớn. Diệp Quân vung tay áo lên, một đạo kiếm quang bắn ra, sóng lửa xung quanh trực tiếp bị cuốn đi. Phía xa, vẻ mặt ông lão đó trở nên nghiêm trọng. Nhưng con chim ba chân trên vai ông ta lại có ánh mắt dữ tợn, trên người nó tỏa ra ngọn lửa bí ẩn và một luồng khí tức kinh khủng. Diệp Quân thờ ơ nhìn nó một cái, cơ thể run lên, một đạo kiếm quang trực tiếp phóng về phía nó cùng ông lão mặc áo bào xanh hoa. Ông lão mặc áo bào xanh lộng lẫy trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không dám khinh thường, dùng tay trái chỉ một ngón tay vào giữa lông mày mình, đồng thời tay phải giơ cao con chim ba chân lên, trong cơ thể ông ta dâng lên một luồng sức mạnh thần bí. Gần như cùng lúc đó, từ trong mắt con chim ba chân đột nhiên bắn ra bốn cột lửa, tốc độ cực nhanh và cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn buộc ánh kiếm của Diệp Quân phải dừng lại. Diệp Quân cầm kiếm chống lại bốn cột lửa đó, xung quanh hắn là một biển lửa, nhiệt độ đáng sợ khiến cơ thể hắn bắt đầu tan chảy từng chút một. Con mắt Diệp Quân hơi nheo lại, trong mắt đột nhiên xuất hiện một biển máu, khoảnh khắc tiếp theo, một tia máu từ trong cơ thể hắn trào ra, hội tụ trong thanh kiếm Thanh Huyên, hắn hung hăng ép về phía trước. Xoẹt. Nhát kiếm này trực tiếp xé toạc cột lửa ra,
đâm thẳng vào, trực tiếp chém đến ngay trước mặt ông lão mặc áo choàng xanh hoa. Ông lão kinh ngạc, đột nhiên dùng tay trái ấn ấn, trên đầu xuất hiện một màn lửa. Binh! Khi thanh kiếm của Diệp Quân rơi xuống, bức màn lửa đó căn bản không thể chịu được sức mạnh của hắn lúc đó, nó trực tiếp nổ tung và biến thành những tia lửa, ông già cũng bị thổi bay ra xa hàng vạn trượng, ông ta vừa dừng lại, cơ thể ông ta trực tiếp nứt ra, vô số ngọn lửa tràn ra. Lúc này, ở phía xa, Diệp Quân đột nhiên lại biến mất, kiếm quang xé nát tất cả. Dưới sự duy trì của sức mạnh trong huyết mạch, thanh kiếm của hắn lúc này đã đạt đến trình độ vô cùng đáng sợ và không thể ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Quân lại một lần nữa dùng kiếm tấn công, ông lão mặc áo bào xanh hoa vô cùng kinh hãi, bởi vì lúc này ông ta nhận thức được rằng dù có cố gắng hết sức cũng không thể chống lại được kiếm của Diệp Quân, chỉ cần chặn, thì ông ta sẽ nhất định phải chết, mà tốc độ của Diệp Quân nhanh đến mức ngay cả cơ hội chạy trốn ông ta cũng không có. Trong tình thế nguy cấp, ông lão mặc áo bào hoa xanh không còn có thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ông ta đột nhiên gầm lên, cơ thể run rẩy dữ dội, trực tiếp đốt cháy, rồi dung hợp với con chim ba chân đó. Đầu chim thân người. Sau khi dung hợp, khí tức của bọn họ dâng trào dữ dội, ông lão mặc áo choàng màu xanh hoa chắp hai tay lại, đầu chim đột nhiên gầm lên, một ngọn lửa trắng xóa đột nhiên bùng phát từ cổ họng của nó, cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa trắng như rừng, cả thế giới ngay lập tức bắt đầu tan chảy. Dưới sự bảo vệ của hai loại kiếm ý đáng sợ và huyết mạch yêu ma điên cuồng, Diệp Quân chống cự mạnh mẽ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong ngọn lửa, không chỉ vậy, hắn còn dùng một kiếm chém xuống, ngọn lửa trắng xóa trong nháy mắt bị xé toạc, sau đó, một kiếm quang đánh thẳng vào ông lão mặc áo choàng xanh hoa. Bùm! Vô số ngọn lửa vỡ vụn, ông lão gầm lên và bay về phía sau, khi ông bay ra ngoài, cơ thể ông ta từng chút một nổ tung. Nhưng con chim hai chân đột nhiên biến thành một làn sóng lửa và bay lên trời, tách ra khỏi ông ta, rồi lăn tròn, bốc lên một làn sóng lửa khổng lồ, sau đó lao xuống và đâm sầm vào Diệp Quân, người đang lao tới từ xa. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt hắn cũng có ngọn lửa máu thiêu đốt, đó là huyết mạch yêu ma điên cuồng, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời, một kiếm chém xuống con chim hai chân, nhát kiếm này bay tới, trực tiếp xé nát con chim hai chân này, sau đó... Làn sóng lửa tách ra, con chim hai chân trực tiếp bị chém bay ra ngoài, vừa bay ra ngoài vừa không ngừng phát ra những tiếng kêu chói tai, ngọn lửa trên người cũng nhanh chóng tiêu tan. Ở phía xa, ông lão mặc áo xanh hoa nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, địa vị của ông ta ở Đông Hoang cũng không hề thấp, năm đó còn tham gia chiến đấu với thần minh, trong lãnh thổ Đông Hoang, ông ta có rất ít địch thủ, nhưng lúc này, ông ta và con quái thú này liên thủ, lại bị người tu luyện kiếm trước mặt trấn áp. Văn minh thần minh từ lúc nào lại có người tu luyện kiếm đáng sợ như thế này? Ông ta không biết nhiều về Diệp Quân, mệnh lệnh ông ta nhận được chính là diệt trừ người tu luyện kiếm này, mục đích của toàn bộ Đông Hoang hiện giờ chính là giết chết người tu luyện kiếm này. Bởi vì thần minh đã chết nên người tu luyện kiếm này chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Đông Hoang. Trong lúc ông ta đang suy nghĩ, Diệp Quân lại dùng kiếm chém vào con chim ba chân, nó lại phát ra một tiếng thét chói tai, ngọn lửa trên người bay khắp nơi. Trên đầu có hai vết kiếm sâu, có thể nhìn thấy xương trắng. Trong khoảnh khắc Diệp Quân dùng kiếm chém bay nó, hắn liền hóa thành một đạo kiếm quang khác lao ra ngoài, khi nhìn thấy Diệp Quân lại dùng kiếm chém tới, con chim ba chân lập tức hoảng sợ, lần này, nó không dám cứng đầu nữa, cơ thể cũng run lên, biến thành từng làn sóng lửa và rút lui. Còn Diệp Quân cũng không đuổi theo nó, mà quay người dùng kiếm chém vào ông lão mặc áo bào xanh hoa ở đằng xa. Nhìn thấy Diệp Quân lao tới, ông lão lập tức kinh hãi, nhanh chóng rút lui, căn bản không dám chiến đấu với Diệp Quân nữa. Xoẹt! Nhát kiếm của Diệp Quân trực tiếp xé toạc một vết khổng lồ trong tinh hà, nhưng vô ích, hắn ngẩng đầu nhìn ông lão và định xuất kiếm một lần nữa, nhưng vào lúc này, một nắm đấm đột nhiên bay đến từ bên cạnh, Diệp Quân khẽ cau mày, đột nhiên quay người lại và chém một kiếm. Quỳnh! Đạo quyền đó vỡ tan ngay lập tức. Nhưng chính hắn cũng bị lùi lại gần 1.000 trượng. Trong tầm mắt của hắn, một người phụ nữ đang bước tới từ giữa không trung, người đó không ai khác chính là Quân U, bên cạnh cô ta còn có 9 cường giả hàng đầu, 9 cường giả này đều là nửa người nửa yêu, khí tức của bọn họ rất mạnh mẽ, khí tức của mỗi người đều mạnh hơn của ông lão mặc áo bào xanh hoa. Đều là cường giả hàng đầu của thần minh. Đông Hoang Thú Thần Điện. Đây là một trong hai đại điện mạnh nhất của Đông Hoang. Mỗi cường giả đều có thú hồn của mình, cũng chính là dung hợp cùng yêu thú.
Khi thần Minh xâm chiếm Đông Hoang năm đó, chính vì sự liều chết trì hoãn của Đông Hoang Thú Thần Điện mà những cường giả còn lại của Đông Hoang đã kịp rút khỏi Đông Hoang và trốn vào vực sâu của vũ trụ. Nhưng trận chiến năm đó, Đông Hoang Thú Thần Điện cũng bị tổn thất nặng nề. Nhưng giờ đây, Đông Hoang Thú Thần Điện không chỉ khôi phục sinh lực, mà thực lực tổng thể cũng tăng lên rất nhiều. Sau trận chiến Văn Minh Thần Minh ở Đông Hoang, mặc dù bị đánh bại, nhưng họ không có thời khắc nào không nghĩ đến báo thù. Mặt khác, về phía Văn Minh Thần Minh, cùng với sự biến mất của Thần Minh, toàn bộ nền Văn Minh Vũ Trụ rơi vào xung đột nội bộ vô tận. Đến nay, ngoại trừ những vệ binh Thần Minh và một vài cường giả, thực lực của họ đã bị Đông Hoang kéo ra. Đương nhiên, thực lực của Đông Hoang có thể tăng lên đáng sợ như vậy cũng không thể tách rời sự giúp đỡ âm thầm của chủ nhân đại đạo đó. Quân U dẫn 9 cường giả hàng đầu từ Thú Thần Điện tiến về phía Diệp Quân, khí tức thần thức của bọn họ khóa chặt vào Diệp Quân, không chỉ vậy, phía sau bọn họ còn có một luồng khí tức cường đại cuồn cuộn tiến vào, đó chính là người đàn ông mang đao và cường giả từ Thần Châu, lúc này cũng đến rồi. Diệp Quân nắm chặt thanh kiếm Thanh Huyên, trầm lặng không lên tiếng, kiếm ý xung quanh hắn không ngừng dâng trào. Quân U chậm rãi nắm chặt tay phải của mình, sức mạnh tuổi tác mạnh mẽ tập trung trong tay cô ta, mà lúc này, một ông lão bên cạnh cô ta trầm giọng nói, Quân U cô nương, không thể cho người này cơ hội. Quân U trầm lặng. Ý định ban đầu của cô ta là tự mình giết chết Diệp Quân, loại bỏ tai họa cuối cùng này cho Đông Hoang, nhưng sau khi nghe được lời của ông lão, cô ta đã thay đổi quyết định. Lúc này không phải là lúc để chiến đấu một mình. Đại cục làm trọng. Nghĩ đến đây, Quân U ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, giết. Giết. Cô ta vừa hét lên, các cường giả bên cạnh liền lao về phía Diệp Quân người còn chưa đến, 9 luồng khí tức kinh khủng đã trực tiếp áp chế khiến Diệp Quân liên tiếp lùi lại. Hai mắt Diệp Quân đỏ ngầu, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, không gian và thời gian xung quanh hắn đột nhiên nứt ra. Sau đó, một bàn tay đột nhiên đưa ra, bàn tay đó gõ nhẹ một cái, những khí tức đáng sợ đó đều bị áp chế tại chỗ. Diệp Quân quay lại thì thấy người tới không ai khác chính là Lăng Tu Nữ, tay trái Lăng Tu Nữ cầm ấn thần minh chủ, trên người tỏa ra khí tức ý chí thần minh đáng sợ. Diệp Quân nhìn Lăng Tu Nữ, không nói gì. Tay phải Lăng Tu Nữ đột nhiên vẫy sang một bên. Bùm! Thời gian và không gian sụp đổ. Một đường hầm không gian và thời gian được mở ra, đến tận dưới chân Diệp Quân. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đi thôi. Diệp Quân trầm lặng. Lăng Tu Nữ lại nói, đi thôi. Diệp Quân không do dự nữa, cầm kiếm đứng dậy và biến mất ở cuối đường hầm không gian và thời gian. Quân U lập tức đuổi theo đến đường hầm không gian và thời gian, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một ánh đao màu tím đập thẳng vào mặt cô ta. Buộc cô ta phải lùi lại xa hàng vạn trượng. Sau khi Quân U dừng lại, cô ta nhìn về phía Lăng Tu Nữ, không biết cảm nhận được gì, đôi mắt cô ta hơi nheo lại, những người truy đuổi Diệp Quân trước đó đều đã chết rồi. Bị nữ nhân trước mặt giết. Thực lực của nữ nhân này rất đáng sợ, hiện tại sức mạnh của ấn thần minh chủ của ta đã tăng lên không biết bao nhiêu, cường giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của nữ nhân này. Quân U nhìn Lăng Tu Nữ và nói, các người đuổi theo đi. Vừa dứt lời, cô ta đột nhiên hóa thành một dòng sông tuổi tác dài lao về phía Lăng Tu Nữ, sức mạnh tuổi tác vô tận lao về phía Lăng Tu Nữ như một ngọn núi lớn. Còn các cường giả của Đông Hoang Thú Thần Điện ở bên cạnh lại trực tiếp lao thẳng về hướng Diệp Quân chạy trốn, nhưng đúng vào lúc này. Uinh uinh! Chỉ thấy một tiếng nổ đột nhiên vang lên, sau đó, sức mạnh tuổi tác vô số nổ tung, Quân U dữ dội rút lui, sau đó, một ánh đao màu tím hàng vạn trượng đánh thẳng vào đám cường giả của Đông Hoang Thú Thần Điện, vị trí mà nhát đao này rơi xuống chính là nơi họ đang tiến về phía trước. Nhát đao này đột ngột cắt đứt con đường tiến về phía trước của họ. Một nhóm cường giả của Thú Thần Điện dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Tu Nữ cách đó không xa, tất cả đều sửng sốt. Lúc này, Lăng Tu Nữ đang cầm lôi đao và thờ ơ nhìn bọn họ, xung quanh cô ta tỏa ra những tia lôi điện màu tím đáng sợ. Cả hai bên đều im lặng. Quân U và một nhóm cường giả của Đông Hoang Thú Thần Điện hiểu rằng bọn họ sẽ không thể rời đi cho đến khi loại bỏ được nữ nhân trước mặt. Quân U nhìn chằm chằm vào Lăng Tu Nữ, lạnh lùng nói, giết cô ta. Vừa dứt lời, cô ta đột nhiên hóa thành một dòng sông tuổi tác dài lao về phía Lăng Tu Nữ. Mà những cường giả Đông Hoang Thú Thần Điện ở một bên cũng lần lượt xông về phía Lăng Tu Nữ.
Sắc mặt Lăng Tu nữ không chút biểu cảm, đột nhiên, từ trên người cô ta bùng phát ra một đạo ánh đao đáng sợ, sau đó thân thể cô ta run lên, hàng vạn đạo ánh kiếm quét qua, hướng thẳng về phía đám người quân U. Khắc nghiệt. Trong đường hầm không gian và thời gian, Diệp Quân đang cầm kiếm bước đi. Tay phải hắn nắm chặt thanh kiếm Thanh Huyên, kiếm ý và huyết mạch điên cuồng trong cơ thể hắn vẫn nhấp nhô và dao động như cũ, có lẽ là vì sát ý nên huyết mạch điên cuồng của hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, có một luồng khí tức cường đại hướng về phía này. Diệp Quân trầm mặc. Hắn đã sớm cảm nhận được rồi. Cường giả Đông Hoang. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng đường hầm thời gian và không gian, trầm mặc một lát, đột nhiên dừng lại, ở cuối tầm mắt, có một đạo ánh quyền lao thẳng về phía hắn, vượt ngoài dữ liệu là, đường hầm thời gian và không gian mà ánh quyền đó đi qua lại không có bất kỳ tổn hại gì cả. Thời gian và không gian áp chế. Diệp Quân không lùi mà tiến lên, trực tiếp một kiếm chém xuống. Bùm! Đường hầm thời gian và không gian đột nhiên sụp đổ, Diệp Quân xuất hiện ở một tinh vực không xác định. Ha ha! Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tràng cười lớn, đúng là có chút bản lĩnh, chẳng trách đám người thú thần điện không thể giải quyết được ngươi ngay từ đầu. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, bên phải cách đó hàng ngàn trượng, nơi đó, có một người đàn ông đang chậm rãi đi tới, người đàn ông cởi trần, đầu chọc, thân hình cao lớn, hai tay như cột sắt. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thể tu. Diệp Quân nhìn người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt bình tĩnh. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên cười lớn, tiếng cười như sấm, ngay sau đó, ông ta đột nhiên nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Diệp Quân. Cú đánh này trực tiếp khiến tinh hà nổ tung thành từng mảnh. Ở nơi xa, đôi mắt Diệp Quân hơi nheo lại, trong nháy mắt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang lao đến. Xoẹt. Âm thanh xé rách sắc bén vang vọng khắp vũ trụ vô tận. Thể tu khó khăn nhất và kiếm tu sắc bén nhất đối đầu. Uinh uinh. Ngay khi sức mạnh của hai người hội tụ với nhau, liền trực tiếp bị tách ra, cả hai đồng thời bị lùi mạnh về sau. Sau khi Diệp Quân lui về gần ngàn trượng, hắn hung hăng nắm chặt tay trái, vô số kiếm ý trật tự và kiếm ý vô địch tuôn ra giữ lại thân thể đang lùi mạnh về sau của hắn. Còn ở phía xa, sau khi người đàn ông vạm vỡ đó dừng lại, ông ta cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm của ông ta đã hoàn toàn nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Một kiếm phá vỡ phòng thủ. Người đàn ông vạm vỡ ngẩng đầu nhìn Diệp Quân ở nơi xa, cười lạnh nói, quả nhiên có bản lĩnh. Nói xong, ông ta đột nhiên đưa hai tay ra, sau đó nắm thật chặt, đạo phát thiên canh. Bùm! Vừa dứt lời. Trên người ông ta đột nhiên hình thành một luồng canh khí cường đại ngưng tụ từ vô số pháp môn, ông ta nhìn Diệp Quân ở nơi xa, cười lớn, hùng hồn nói, nào, chặt ta đi. Ông ta vừa dứt lời, Diệp Quân đã dùng kiếm chém về phía ông ta, nhát kiếm chém thẳng vào canh khí của ông ta. Xoẹt. Nụ cười của người đàn ông vạm vỡ đột nhiên cứng đờ, bởi vì canh khí của mình đã bị một kiếm của Diệp Quân xé nát, một vết cắt lớn mở ra. Thanh kiếm lao thẳng vào và trực tiếp chém vào mặt ông ta, trong lòng ông ta kinh hoàng, nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng vẫn còn hơi muộn, kiếm của Diệp Quân chém thẳng từ vai ông ta đến tận cùng. Xoẹt. Người đàn ông vạm vỡ di chuyển sang bên hàng ngàn trượng, nhưng cánh tay trái của ông ta vẫn ở lại vị trí đó mãi mãi. Người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, kiếm hay. Trong lòng ông ta rất sửng sốt. Bởi vì ông ta không ngờ kiếm tu trước mặt lại có thể phá vỡ đạo pháp canh khí của ông ta dễ dàng như vậy. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn người đàn ông vạm vỡ, thanh kiếm Thanh Huyên trong tay khẽ run lên, đối thủ yêu thích của hắn chính là loại cứng đầu thích cứng rắn này. Thân hình Diệp Quân run lên, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang lao đến người đàn ông vạm vỡ, lần này, người đàn ông vạm vỡ đã thông minh hơn, không còn cứng rắn nữa, tay phải ông ta nắm chặt, người hơi cúi, sau đó gầm lên. Đấm một quyền ra, một sức mạnh thuần khiết mạnh mẽ tuôn ra từ nắm đấm của ông ta, hướng về phía Diệp Quân. Sức mạnh áp đảo, như thể nó sắp nghiền nát toàn bộ vũ trụ. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quân đã chém tới, thanh kiếm Thanh Huyên vẫn uy lực như cũ, trực tiếp uy hiếp sức mạnh của ông ta, xé ra một vết lớn. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng phải nhận một sức mạnh cực kỳ cường đại, khóe miệng có máu tràn ra. Uinh uinh. Kiếm quang và quyền quang đồng thời bộc phát ra, sức mạnh cường đại lao vào nhau khiến cả hai lùi mạnh về sau,
Diệp Quân lùi về sau mấy ngàn trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, cổ họng hắn có cảm giác ngọt ngào, một dòng máu tươi từ từ chảy ra, còn ở phía xa, sau khi người đàn ông vạm vỡ đó dừng lại, nắm tay phải của ông ta trực tiếp nứt ra, máu bắn tung tóe. Vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ cực kỳ khó coi, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, không hổ là người mà thần minh nhìn chúng, thực sự rất lợi hại, khâm phục. Nếu ngươi không sử dụng thanh thần kiếm này, vậy thì ta sẽ càng khâm phục ngươi hơn nữa. Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông vạm vỡ và nói, trông ngươi khá ngu ngốc, nhưng không ngờ. Thực tế ngươi còn ngu ngốc hơn cả vẻ bề ngoài. Hỗn xược. Người đàn ông vạm vỡ giận dữ, giọng nói như sấm, kiếm tu, ngươi tự hỏi lương tâm của mình xem, nếu không có thần kiếm này, ngươi có phải là đối thủ của ta không? Ngươi nói đi. Diệp Quân nói, trước khi tới đấu với ngươi, ta đã chiến đấu rất lâu, trạng thái cũng không còn ở mức cao nhất. Nếu ngươi có gan, có dám hẹn chiến đấu vào hôm khác không? Ta không dùng thần kiếm, công bằng đấu với ngươi một trận, ngươi có dám không? Đương nhiên dám, ta. Người đàn ông vạm vỡ buột miệng, nhưng nói được một nửa, ông ta chợt nhận ra ông ta là phụng mệnh đến giết người này. Chứ không phải đến thách đấu. Diệp Quân mỉa mai nói, sao vậy, ngươi chỉ lợi dụng nguy hiểm của người khác sao? Vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ có chút khó coi, ngươi đừng nói gì, để ta suy nghĩ trước. Diệp Quân nhìn người đàn ông vạm vỡ, không nói gì. Người đàn ông vạm vỡ có chút do dự, cũng có chút bối rối, theo mệnh lệnh, ông ta phải bằng mọi giá giết chết kiếm tu này, nhưng nguyên tắc làm người, ông ta cảm thấy làm như vậy có chút lợi dụng lúc người khác nguy hiểm, không phải là điều một đại trượng phu nên làm, hơn nữa, ông ta muốn đánh bại kiếm tu này một cách quang minh chính đại và công bằng. Một mặt là mệnh lệnh từ trên xuống, mặt khác là nguyên tắc làm người của chính mình. Diệp Quân đột nhiên nói, ngươi đang trì hoãn thời gian, chờ viện binh các người đến rồi đánh hội đồng ta à? Nhảm nhí. Người đàn ông vạm vỡ tức giận nói, kiếm tu, ngươi đừng lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, cả đời mãng bố ta chưa bao giờ làm ra chuyện đánh hội đồng. Diệp Quân bình tĩnh nói, nhưng quân tiếp viện các người sắp đến rồi. Sắc mặt mãng bố âm trầm. Ông ta trầm mặc một lát rồi mới nói, ngươi thật sự muốn sau này đánh một trận công bằng với ta. Diệp Quân gật đầu. Mãng bố nhìn chằm chằm Diệp Quân, được, ngươi đi đi. Diệp Quân gật đầu, sắp rời đi thì mãng bố lại nói, đợi đã. Diệp Quân nhìn mãng bố, hối hận rồi sao? Mãng bố cười lạnh nói đùa, đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, hối hận cái gì? Ta muốn ngươi rút lại lời vừa nói. Cái gì gọi là trông ta có vẻ ngu ngốc? Ngươi phải rút lại những lời xúc phạm đến nhân cách của ta. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta rút lại lời vừa nói, ngươi không ngu ngốc. Mãng bố lúc này mới hài lòng, lạnh lùng nói, đi đi. Diệp Quân cầm kiếm đứng dậy và trực tiếp biến mất ở cuối thiên hà. Khoảng nửa khắc sau khi Diệp Quân rời đi, một ông lão xuất hiện, ông lão nhìn mãng bố, Diệp Quân đó đâu? Mãng bố nói, ta thả hắn đi rồi. Ông lão đột nhiên nổi giận, ngươi điên rồi à, ngươi. Mãng bố nói, lão đừng lo, ta tin rằng hắn đã bị ma lực về nhân cách và tấm lòng vĩ đại của tôi khuất phục, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đến đấu tay đôi với ta, sau đó ta sẽ quang minh chính đại đánh bại hắn. Đến lúc đó, ta sẽ tha mạng cho hắn, thuận thế thu phục hắn, sử dụng hắn cho đông hoang chúng ta. Lão Mặc, đừng chỉ có biết đánh giết giết, phải học cách dùng đầu óc. Dùng đầu óc, có biết không? Ông lão. Sắc mặt lão Mặc cực kỳ khó coi. Tên này lại thả người đi. Nếu không phải lo lắng trước thực lực đáng sợ của tên này, lão hẳn là muốn chửi bới rồi. Đây đúng là một trò đùa thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của lão Mặc, mãng bố tiếp tục cười nói, lão Mặc, đừng lo, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Lão cứ yên tâm. Lão Mặc liếc ông ta một cái. Lạnh lùng nói, lời này ngươi đi mà nói với điện chủ đi. Nói xong, bóng lão đã biến mất ở nơi xa. Thần Minh đã chết, hiện tại mối đe dọa lớn nhất đối với Đông Hoang là người kế vị của Thần Minh, Diệp Quân, đặc biệt là Diệp Quân này có thể còn có đột phá, nếu không tận dụng cơ hội để giết hắn vào lúc này, sẽ trở thành một mối họa lớn trong tương lai, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Diệp Quân nhất định phải chết. Nhìn thấy lão Mặc biến mất ở nơi xa, mãng bố lắc đầu. Một người như mãng phu, khó thành vĩ nhân. Chấm.
Trong đường hầm không gian và thời gian, Diệp Quân cầm kiếm bước đi, vẻ mặt ngưng trọng. Khoảnh khắc gặp được chủ nhân của đại đạo bút, hắn đã biết mọi chuyện tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, tuy rằng đối phương đã bị trấn áp nhưng hắn biết người này nhất định còn có kế hoạch dự phòng. Hệ Ngân Hà. Ánh mắt Diệp Quân dần dần trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, buộc không được nghĩ tới tên cẩu đại đạo trong hệ Ngân Hà đó nữa, hắn nhìn kiếm ý trên người mình, kiếm ý kỳ thực đang biến hình, nhưng lúc này hắn không có thời gian để đột phá, hắn đã có thể cảm nhận được bản thân mình đã đạt đến điểm giới hạn, chỉ cần một chút thời gian. Đúng lúc này, mục tu nữ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Quân nói, có thể liên lạc với thần bảo vệ thần minh ở Hoang Hải đó không? Mục tu nữ lắc đầu, thật ra bọn ta biết rất ít về cô ấy. Diệp Quân có chút nghi hoặc. Mục tu nữ trầm giọng nói, bọn ta chỉ biết cô ta đã từng là tỉ muội tốt với chủ nhân, cùng nhau sáng lập văn minh thần minh, nhưng sau đó không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, thế là ai đi đường nấy. Diệp Quân nói, vậy chúng ta đi tìm cô ta. Mục tu nữ nói, không sao, chủ nhân bảo ngươi đi tìm cô ta, nhất định có ý gì sâu xa. Diệp Quân vẫn im lặng không nói gì. Mục tu nữ nhìn chằm chằm vào cuối đường hầm không gian và thời gian, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhiên nói, vào tháp. Vừa nói, không đợi mục tu nữ lên tiếng, hắn trực tiếp đưa cô ta đi vào trong tòa tháp nhỏ, tiếp đó, hắn dừng lại, thân hình run rẩy, rời khỏi đường hầm không gian và thời gian, xuất hiện trong tinh hải rộng lớn bên ngoài. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, nơi đó có một pháp trận đen tuyền, từ trong trận pháp có vô số tia sét đen lóe lên, sóng nước cuồn cuộn, sức mạnh của sấm sét và tai họa không ngừng tuôn ra. Diệp Quân im lặng. Hắn biết Đông Hoang có rất nhiều cường giả đang truy sát hắn, nhưng vì thanh kiếm Thanh Huyên, cộng với thực lực hiện tại của hắn, có rất ít người có thể đuổi kịp hắn, nhưng một khi có thể đuổi kịp, tuyệt đối sẽ không phải là người bình thường. Ở sâu trong pháp trận đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một ông lão mặc đạo bào màu đen, trên tay cầm một cây roi đen, sau lưng là một thanh trường kiếm. Ông lão mặc đạo bào đột nhiên giơ cây roi lên và nói, bắt đầu. Bùm! Trong pháp tắc, trong nháy mắt, vô số cột sấm sét đen kịt bộc phát, lao thẳng về phía Diệp Quân. Những cột sấm sét dày đặc quét qua tinh hà như dòng nước lũ, lập tức xé nát tinh hà thành từng mảnh. Từ xa, Diệp Quân nhìn những cột sấm sét vô tận đang lao về phía mình, tay phải hắn nắm chặt thanh kiếm Thanh Huyên, đột nhiên, thân thể hắn run lên, trực tiếp biến thành một đạo ánh kiếm dài hàng vạn trượng lao ra, tốc độ cực kỳ nhanh, trong phút chốc lao vào biển cột sấm sét, kiếm khí mạnh mẽ xé nát hàng chục cột sấm trong giây lát, vô số tia sét nổ tung và bắn tung tóe, nhưng những cột sấm đen đó lại lần lượt lao về phía hắn. Uinh uinh. Trong tinh hà vô tận, vô số sấm sét và kiếm quang không ngừng nổ tung, tiếng gầm chói tai không ngừng vang vọng khắp toàn bộ tinh hà. Diệp Quân cầm kiếm, mạnh mẽ cắt một con đường máu trong biển sấm sét. Hắn chém một nhát kiếm vào ông lão mặc đạo bào trong trận pháp màu đen, nhưng khi hắn vừa tiếp trận pháp màu đen đó, một luồng sấm sét bùng nổ nổ ra, nó bất ngờ quét ra, hất văng hắn ra xa hàng ngàn trượng. Sau khi Diệp Quân dừng lại, vô số tia sét đen bắn ra từ xung quanh hắn. Diệp Quân vung kiếm, những tia sét đó trong nháy mắt vỡ tan, hắn ngẩng đầu nhìn về trận pháp màu đen phía xa, trong trận pháp, vô số cột sấm sét đen lóe lên lao đến, ông lão mặc đạo bào đứng ở giữa. Vô số cột sấm sét phi nước đại xung quanh người ông ta. Diệp Quân nhìn ông lão mặc đạo bào, lúc này ông lão mặc đạo bào cũng đang nhìn hắn, hai bên không nói gì, chỉ hành động. Ông lão mặc đạo bào vung roi lên, một cột sấm sét đột nhiên biến thành một con rồng sấm gầm lên, nó mở cái miệng khổng lồ ra và cắn về phía Diệp Quân một cách hung hãn. Diệp Quân cầm kiếm trong tay nhảy lên, một kiếm đâm thẳng vào cơ thể con rồng sấm. Một đạo kiếm quang từ trong cơ thể con rồng sấm bộc phát ra, rồng sớm vỡ tan, nhưng vào lúc này, một đạo cột sấm sét lao về phía hắn rất mạnh. Trong mắt Diệp Quân lóe lên tia tức giận, hắn nhảy lên, dùng kiếm chém vào cột sấm sét không chịu nổi sức mạnh của thanh kiếm Thanh Huyên và hai loại kiếm ý của hắn, đột nhiên vỡ tan, thanh kiếm lao thẳng vào, chém vào trận pháp đó, và lần này, Diệp Quân trực tiếp sử dụng sức mạnh của huyết mạch điên cuồng. Trong trận pháp, ông lão mặc đạo bào lại một lần nữa vung roi, một tia sét phóng ra, nhưng lần này sấm sét không thể lay chuyển được Diệp Quân mà ngược lại còn bị Diệp Quân trực tiếp chặt thành từng mảnh, thanh kiếm đâm thẳng vào trận pháp đó,
nhưng đúng lúc này, thanh kiếm sau lưng ông lão mặc đạo bào đột nhiên bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang sấm sét lao vào Diệp Quân. Uinh uinh. Hai đạo kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, trận pháp cũng theo đó mà vỡ tan. Diệp Quân và ông lão mặc đạo bào đồng thời bị lùi mạnh về sau hàng ngàn trượng. Sau khi ông lão mặc đạo bào dừng lại, ông ta cử động tay, một thanh kiếm bay vào tay ông ta, trên kiếm lóe lên tia sấm sét, nhưng lại có một khoảng trống trên thanh kiếm của ông ta. Ở đằng xa, sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn búng tay một cái, tia sét xung quanh thanh kiếm Thanh Huyên lập tức vỡ tan. Ông lão mặc đạo bào nhìn Diệp Quân, tay trái ông ta đột nhiên làm ấn, tay phải giơ cao kiếm. Uinh uinh. Phía trên bầu trời, một cột sấm sét màu đen thẳng tắp rơi xuống, sau đó đáp xuống thanh kiếm trong tay ông ta, kiếm và cột sấm sét nối liền với bầu trời, sức mạnh sấm sét áp đảo trời đất. Chém. Giọng nói của ông lão mặc đạo bào đột nhiên vang lên, sau đó ông ta cầm thanh kiếm kết nối với sấm sét chém về phía Diệp Quân, khi nhát kiếm rơi xuống. Sấm sét nối liền bầu trời cũng rơi xuống dữ dội cùng với một đạo kiếm khí, thời khắc này, trời đất tinh hà trực tiếp bị xé nát. Ở nơi xa, Diệp Quân bỗng nhiên biến mất, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng tốc độ nhát kiếm của ông lão mặc đạo bào lại càng ngày càng chậm. Thời gian áp chế. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt của ông lão mặc đạo bào đột nhiên nheo lại, ông ta liền nhìn thấy một đạo kiếm quang đã chém tới trước mặt mình. Quỳnh. Một tiếng nổ vang lên. Giữa vô số tia sấm sét vỡ vụn, ông lão mặc đạo bào trực tiếp bay ra ngoài, mà trong lúc bay ra ngoài, thân thể ông ta nổ tung từng tấc một, lùi lại hàng vạn trượng, thân thể ông ta hoàn toàn biến mất. Không chỉ như vậy, linh hồn cũng trở nên hư ảo với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhưng đúng lúc linh hồn sắp biến mất hoàn toàn thì tay trái ông ta đột nhiên làm ấn, niệm chú, một đạo thần quang từ trên trời rơi thẳng xuống, không nhập vào linh hồn của ông ta, ổn định linh hồn ông ta. Sau khi ổn định lại, ông lão mặc đạo bào ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, kinh ngạc nói, hay cho một kiếm tu. Xa xa, Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão mặc đạo bào, đang định ra tay lần nữa, nhưng đúng vào lúc này, thời gian và không gian sau lưng ông lão mặc đạo bào đột nhiên rung chuyển kịch liệt, rất nhanh, 12 luồng khí tức kinh khủng tràn vào, thời gian và không gian vỡ vụn, 12 vị cường giả từ trên trời giáng xuống, bọn họ đều mặc áo bào đủ màu. Đông Hoang Đạo Môn cũng nổi tiếng như Đông Hoang Thú Thần Điện, là thế lực lớn siêu cấp của Đông Hoang, chỉ nghe mệnh lệnh của Đông Hoang chủ, năm đó cũng tham gia vào chiến tranh với thần minh. Ông lão mặc đạo bào dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, giết. Ông ta ý thức rõ ràng rằng, nếu chiến đấu một mình sẽ không thể giết được kiếm tu này, chỉ có thể đánh hội đồng. Nghe thấy lời của ông lão mặc đạo bào, 12 vị cường giả đạo môn hàng đầu đó đang định ra tay, nhưng đúng vào lúc này, thời gian và không gian cách Diệp Quân không xa đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một người phụ nữ cầm thanh lôi đao chậm rãi bước ra ngoài. Chính là Lăng Tu Nữ. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng có một vệt máu. Và gần như cùng lúc đó, cách ông lão mặc đạo bào không xa, thời gian và không gian ở đó cũng rạn nứt, Quân U chậm rãi bước ra ngoài, cô ta chỉ còn lại một cánh tay. Sắc mặt Quân U cực kỳ u ám. Cô ta nhìn chằm chằm vào Lăng Tu Nữ, bởi vì tất cả những cường giả của Đông Hoang Thú Thần Điện đó đều đã bị nữ nhân này giết chết. Tất cả. Ngoài ra còn có một số cường giả đang bí mật truy đuổi Diệp Quân, cũng đều bị nữ nhân này cưỡng ép giết chết. Nữ nhân này giống như sát thần. Không chỉ vậy, bản thân Quân U còn suýt chết dưới tay nữ nhân này. Quân U đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, giết hắn. Đây mới là mối họa lớn nhất. Do sự đột phá tâm cảnh trước đây, khí tức kiếm đạo của Diệp Quân bây giờ đang tăng lên điên cuồng, không thể cho hắn một chút thời gian nào, nếu không, chỉ cần cho hắn thời gian, kiếm đạo của hắn có thể sẽ chuyển hóa và đạt đến một cấp độ khác. Quân U vừa dứt lời, cô ta và các cường giả đạo môn bên cạnh trực tiếp lao thẳng về phía hai người Diệp Quân. Nhưng đúng lúc này, Lăng Tu Nữ đột nhiên lao tới, tay trái cô ta cầm ấn thần minh chủ, tay phải cầm đao, đứng dậy khỏi mặt đất rồi hung hãn chém xuống. Quỳnh. Cùng với nhát lôi đao hung hãn chém xuống, 12 cường giả đạo môn bị buộc phải lùi lại. Nhưng đúng vào lúc này, từ trên bầu trời, một ánh kiếm sấm sét màu tím đột nhiên rơi thẳng xuống, đôi mắt của Lăng Tu Nữ ở phía dưới nheo lại, cô ta ngẩng đầu lên và chém lên trời. Quỳnh quỳnh. Ánh đao vỡ nát. Lăng Tu Nữ trực tiếp bị đẩy lùi ra xa hàng vạn trượng, nhưng khi dừng lại, cô ta chém mạnh một đao,
đạo ánh kiếm sấm sét màu tím bị đao của cô ta chém bay đi, nhưng bản thân cô ta cũng kiệt sức, máu không ngừng chảy ra từ miệng, không lâu sau, y phục của cô đã bị nhuộm đỏ máu. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời, có một ông lão mặc đạo bào màu tím. Đông Hoang đạo môn chủ. Cũng nổi tiếng như thú thần của Đông Hoang thú thần điện, ông ta là một trong hai người đáng sợ nhất dưới quyền Đông Hoang chủ. Ông lão mặc đạo bào tím liếc nhìn Lăng Tu nữ, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ lãnh đạm, ông ta vung tay áo lên, một tia sét màu tím đột nhiên từ trên trời rơi xuống trước mặt Diệp Quân trong chớp mắt. Đôi mắt Diệp Quân đột nhiên co rút lại, hắn căn bản không thể lùi lại, thân thể run rẩy, hung hãn chém kiếm xuống. Uinh uinh. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân bị đẩy lùi về sau mấy vạn trượng, vừa dừng lại, thân thể hắn liền bị nứt ra. Ông lão mặc đạo bào tím chỉ một cái, thanh phi kiếm màu tím lóe lên trên bầu trời và chém thẳng vào Diệp Quân. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quân hiện lên vẻ hung ác, ngay lúc hắn đang muốn đốt cháy linh hồn của mình thì một bàn tay đột nhiên nắm lấy vai hắn, chính là Lăng Tu Nữ. Lúc này, Lăng Tu Nữ đã đốt cháy cả thể xác và linh hồn của mình, cô ta cưỡng ép mở đường hầm thời gian và không gian, sau đó kéo Diệp Quân vào, nhưng thanh kiếm sấm sét màu tím đã trực tiếp đi vào theo. Lăng Tu Nữ kéo Diệp Quân ra đằng sau, cô cầm một đao trong tay phải và đâm về phía trước. Binh! Thanh kiếm trực tiếp đâm vào lưỡi đao trong tay Lăng Tu Nữ, lưỡi đao trực tiếp tách ra, cô ta phun ra vài ngụm máu, tuy nhiên, cô ta vẫn dẫn Diệp Quân xuyên qua đường hầm thời gian và không gian với tốc độ cao, đồng thời, tay phải cô ta ép mạnh về phía trước, thanh kiếm sấm sét màu tím trực tiếp bị chém thành từng mảnh. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm sấm sét màu tím khác đột nhiên tiến vào đường hầm thời gian và không gian, đằng sau thanh kiếm sấm sét màu tím này còn có một đạo cột sấm sét đáng sợ. Trong mắt Lăng Tu Nữ hiện lên một tia tức giận, tay phải cô ta hung hãn chém về phía trước, nhát đao này thực ra không hề yếu hơn thanh kiếm kia, nhưng cô ta đã chiến đấu rất lâu và lúc này gần như kiệt sức. Vì vậy, khi đao của cô ta tiếp xúc với thanh kiếm sấm sét màu tím, cơ thể cô ta trực tiếp nứt ra và máu bắn tung tóe. Đồng thời, thanh đao trong tay cô ta vỡ tan, nhưng thanh kiếm sấm sét màu tím cũng vỡ tan theo. Tuy nhiên, thời khắc đao và kiếm bị vỡ tan, một thanh kiếm sấm sét màu tím đột nhiên lao tới, đôi mắt của Lăng Tu Nữ đột nhiên co lại, lúc này cô ta không thể phản kháng, thanh kiếm sấm sét màu tím đó đâm thẳng vào bụng cô ta, và cứ như vậy, ngay khi thanh kiếm sắp xuyên qua bụng cô ta và đâm vào linh hồn Diệp Quân ở phía sau, tay phải cô ta đột nhiên nắm lấy lưỡi kiếm của thanh kiếm sấm sét màu tím. A hát! Lăng Tu Nữ gầm lên, linh hồn và thể xác trong nháy mắt bị đốt cháy đến cực điểm, tay phải cô ta nắm lấy thanh kiếm sấm sét màu tím, lại nắm vào sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa đó. Còn cô ta vẫn đang điên cuồng xé nát đường hầm thời gian và không gian, trong nháy mắt, cô ta đã đưa Diệp Quân ra khỏi đường hầm, xuất hiện ở một bờ biển rộng lớn. Nhìn thấy biển, Lăng Tu Nữ hít một hơi thật sâu, khoảnh khắc tiếp theo, máu trong cơ thể cô ta không ngừng tuôn ra, đồng thời cơ thể và linh hồn nhanh chóng tiêu tan. Lăng Tu Nữ quay lại nhìn Diệp Quân, tay trái cô ta run rẩy đặt ấn thần minh chủ dính đầy máu vào tay Diệp Quân, khoảnh khắc Diệp Quân nhận lấy ấn thần minh chủ, cô ta liền ngã ra sau, Diệp Quân vội vàng đỡ lấy, tay trái cô ta nắm chặt tay Diệp Quân, nhìn Diệp Quân, trong mắt là sự hối hận vô tận, còn có sự van nài sâu thẳm. Hai tay Diệp Quân nắm lấy tay cô ta, giọng run rẩy nói, cô ấy sẽ tha thứ cho cô. Nghe được những lời này của Diệp Quân, bàn tay trái đang nắm chặt Diệp Quân của cô đột nhiên buông lỏng, trượt ra, sự van nài và hối hận trong mắt cô ta đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm, cơ thể và linh hồn của cô ta tiêu tan với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lăng Tu Nữ nhìn chằm chằm vào bầu trời, không biết đã nhìn thấy gì, một nụ cười dần dần xuất hiện trên khuôn mặt cô ta. Đó là khi cô 9 tuổi, ở trong phòng tu luyện trọng lực, cô đang luyện tập với Tạ. Trọng lực ở đây gấp 29 lần bên ngoài. Cô nghiến răng nghiến lợi, khó khăn vung nắm đấm trong phòng tập, mồ hôi như mưa, quần áo đã ướt sũng, trên mặt đất tạo thành một vũng nước nhỏ, gân máu trên trán nổi lên, thật đáng sợ. Nhưng cô vẫn tung hết cú đấm này đến cú đấm khác, ánh mắt đầy vẻ hung dữ. Trong phòng tu luyện, chỉ có tiếng nắm đấm của cô. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mệt mỏi nằm trên mặt đất. Giờ phút này cô thật sự không còn chút sức lực nào. Quá mệt. Mệt hơn bao giờ hết. Cơ thể hoàn toàn kiệt sức, thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay. Cô không biết mình đang nghĩ đến điều gì,
đột nhiên nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, cơ thể co giật, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy rồi khập khiễng đi ra khỏi phòng tập. Bên ngoài trời đã tối, nhìn vẻ hoang vắng xung quanh, nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi xuống lần nữa. Cô vừa đi vừa khóc, tại sao Mục và Liên tùy tiện tu luyện một chút là được, mình lại phải vất vả như vậy, tại sao? Vừa nói, cô vừa đá mạnh vào những viên sỏi bên cạnh, những viên sỏi bay đi rất xa, cuối cùng lăn xuống bãi cỏ. Còn bản thân cô thì ngã xuống vì cú đá quá mạnh và ngồi bệt xuống đất, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy và khập khiễng đi về phía xa. Trong đêm tối, chỉ có mình cô, xung quanh đặc biệt vắng vẻ. Khi cô trở về nơi ở của mình, Mục và Liên đã ngủ say, những giọt nước mắt trên mặt đã biến mất từ lâu, thay vào đó là sự thờ ơ. Đang lúc cô chuẩn bị ngủ thì có một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở cửa, người phụ nữ này nhìn cô rồi nói, Lăng. Cô nhìn người phụ nữ ở cửa, không nói gì. Người phụ nữ ở cửa bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhưng cô không nói gì, mặc dù cảm thấy tủi thân và bất mãn nhưng cô cũng không muốn nói gì vì bản thân cô rất kiên cường, chỉ giữ trong lòng. Người phụ nữ đột nhiên lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc đeo vào cổ cô, cười nói, hôm nay là sinh nhật của con, ta tặng con cái này là độc nhất vô nhị đấy. Cô ta không nói lời nào, chỉ là một mặt ngọc bội thôi mà, có gì quý hiếm đâu. Hừm, mình không thèm. Người phụ nữ thấy cô không nói gì, tưởng rằng cô luyện công quá mệt, thế là nhẹ nhàng xoa đầu cô nói, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong cô ta quay người bỏ đi. Sau khi nhìn người phụ nữ rời đi, cô cúi đầu nhìn mặt ngọc bội trước mặt, nhẹ nhàng chạm vào mặt ngọc bội, tuy vừa rồi rất ấm ức, nhưng giờ phút này cô lại rất vui vẻ. Lúc này, một cái đầu nhỏ lại gần. Đó là Mục. Mục nhìn mặt ngọc bội trong tay cô, lắc đầu nói, Lăng. Chủ nhân vừa mới tặng ngọc bội cho ngươi sao? Cô nhìn Mục, Mục cũng lấy từ trong cổ áo ra một mặt ngọc bội, cười nói, nhìn này, chủ nhân đã ban nó cho ta từ lâu rồi. Liên cũng có. Khi nhìn thấy mặt ngọc bội của Mục, cô ta quay người đi ngủ, vô cùng tức giận, cái gì mà ngọc bội độc nhất vô nhị, nói dối, một kẻ nói dối chuyên lừa gạt trẻ con. Mục nói thêm, Lăng, ta nghĩ chủ nhân có thể không thích ngươi cho lắm. Lăng quay đầu nhìn Mục, tiểu Mục cẩn thận phân tích, ta đã quan sát rất lâu, chủ nhân lần nào cũng bắt ngươi nghiêm túc tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu ta và Liên làm như vậy. Ta nghĩ... có lẽ sau này người muốn đưa ngươi đi, để ngươi tự mình kiếm sống. Lăng đột nhiên xoay người, vùi đầu vào gối, đi thì đi, một mình ta cũng có thể sống được. Mục nói, ta tuyệt đối không phải vô căn cứ. Hôm đó ta nghe được chủ nhân nói rằng muốn đưa ngươi đến một nơi gì mà chiến trường của Đông Hoang. Lăng vùi mình vào chăn, ánh mắt lạnh như sắt. Mục nói tiếp, Lăng, ngươi không cần kiên cường như vậy, ngươi phải học Liên, phải biết làm nũng. Đứa trẻ mạnh mẽ quá sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Chấm. Vừa nói cô vừa nằm xuống, bỗng nhiên cô ngồi dậy hét lên một tiếng a a a a. Liên, sao cô lại tè dầm nữa rồi? Liên xấu hổ đỏ mặt, cũng không dám nói gì, cầm liềm đi ra ngoài, chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng cắt cỏ. Chấm. Bên cạnh Diệp Quân, nụ cười trên mặt Lăng Tu Nữ càng ngày càng rạng rỡ hơn. Nhưng trên gò má lại hiện lên hai hàng nước mắt trong suốt, chẳng bao lâu, thân xác và linh hồn của cô ta hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quân đã cố gắng sử dụng kiếm Thanh Huyên để trấn linh hồn cô, nhưng vô ích. Bởi vì bản thân cô đang cầu xin cái chết. Đối với cô, chủ nhân đã chết, cô sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, cho dù vô địch thiên hạ, chủ nhân cũng không thể nhìn thấy nữa. Nếu chủ nhân đã không nhìn thấy được nữa, vậy thì vô địch cũng có ý nghĩa gì? Sau khi Lăng Tu Nữ hoàn toàn biến mất, Diệp Quân ngơ ngác đứng đó cầm ấn thần minh chủ, không chạy nữa. Lúc này, thời gian và không gian ở nơi xa mở ra, một ông lão mặc đạo bào màu tím chậm rãi bước ra, ông ta dang rộng lòng bàn tay, một đạo kiếm quang sấm sét màu tím đều đặn rơi vào lòng bàn tay ông ta. Đạo môn chủ. Đạo môn chủ nhìn về phía Diệp Quân cách đó không xa, không nhiều lời. Thanh lôi kiếm màu tím trong tay ông ta đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu tím bay lên trời, sau đó trực tiếp rơi xuống, chém thẳng về phía Diệp Quân. Nhưng đúng vào lúc này, một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Trong hải vực đó, một giọt nước đột nhiên bay lên trời, ngay sau đó, giọt nước liền biến mất khỏi nơi đó, khi xuất hiện trở lại đã đâm vào mũi thanh lôi kiếm màu tím.
Bùm! Thanh lôi kiếm màu tím nổ tung, những giọt nước lao thẳng vào, hướng thẳng về phía đạo môn chủ. Cuối tầm mắt, trong khoảnh khắc nhìn thấy thanh lôi kiếm màu tím bị gãy, đôi mắt của Đông Hoang đạo môn chủ đột nhiên co rúm lại, gần như ngay lập tức, một giọt nước lao tới trước mặt ông ta mở lòng bàn tay ra, trong khoảnh khắc, hàng tỷ kiếm quang sấm sét màu tím phóng lên trời, đánh vào giọt nước. Uinh uinh! Vô số sấm sét nổ tung, giọt nước đánh trúng ngực đạo môn chủ, trong nháy mắt, thân thể vỡ nát, linh hồn lui về hàng trăm ngàn trượng, cuối cùng bị giọt nước đóng đinh vào hư không, không thể cử động được. Đạo môn chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cuối hải vực, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ở cuối hải vực đó, một người phụ nữ đi ra, tóc trắng, mặc đồ đen, tay áo rộng, áo choàng tung bay. Đông Hoàng đạo môn chủ nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đi tới, Tang Sạn. Từng là vị thần bảo hộ của văn minh thần minh. Tang Sạn không để ý đến đạo môn chủ, khi cô ta bước xuống một bước, Diệp Quân đã xuất hiện ở trước mặt cô tét. Cô ta nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân chậm rãi lấy ra cuộn giấy thứ hai mà Tang Mi đưa cho hắn, sau đó đưa lại cho cô ta. Tang Sạn nhìn cuộn giấy, từ từ mở ra, trên đó chỉ có mấy chữ, tỷ, bảo vệ hắn. Tỷ. Tang Sạn nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy. Kể từ khi quen biết, tuy bọn họ kết nghĩa Kim Lan, nhưng Tang Mi chưa bao giờ gọi cô là tỷ. Bởi vì họ có quan điểm khác nhau về đạo trật tự. Ước hẹn sau này ai đi đến cuối cùng thì người đó làm tỷ. Tang Sạn từ từ nhắm mắt lại, nhận thua. Cô mà lại nhận thua. Cô sao có thể nhận thua được, a? À. Quỳnh. Hải vực bỗng sôi sục, hàng trăm ngàn đại đạo từ đó xuất hiện và phát triển. Mà đúng vào lúc này, ở cuối tinh hà, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm, rất nhanh, đám người quân U cũng xông ra từ không trung tới hiện trường. Vô số cường giả hàng đầu Đông Hoang. Khi các cường giả Đông Hoang nhìn thấy đạo môn chủ bị một giọt nước đóng đinh ở đó, tất cả đều kinh hãi. Thần bảo hộ thần minh. Quân U nhìn chằm chằm Tang Sạn, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù người trước mặt cũng là một trong những người sáng lập nền văn minh thần minh, nhưng sau đó vì những lý tưởng khác với Tang Nghi, đã ai đi đường nấy, rời bỏ nền văn minh thần minh. Rất ít người biết được sức chiến đấu thực sự của cô ta. Nhưng bây giờ xem ra thực lực đó e là cũng không thua kém gì thần minh. Tang Sạn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người quân U, khoảnh khắc bị cô ta nhìn chằm chằm, trái tim của tất cả cường giả Đông Hoang đều đập mạnh không thể giải thích được. Sau đó bọn họ cảm thấy như trái tim mình đang bị nắm giữ bởi một bàn tay vô hình, giống như bị bóp, cảm giác nghẹt thở bất giác trỗi dậy. Tất cả cường giả Đông Hoang đều kinh hãi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếp đó, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Bọn họ đều quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, một người đàn ông chậm rãi đi tới, người đàn ông đó mặc một chiếc áo choàng đơn giản, với mái tóc dài buông xõa trên vai, dáng vẻ điềm đạm, giữa đôi lông mày vừa có khí chất cấp trên, vừa có khí chất tao nhã của một thư sinh. Yehen Kesi, Yinwei Buneng Yuta Chân Chân Y Chan. Đông Hoang Chủ. Nhìn thấy người đang bước đến. Tất cả cường giả Đông Hoang đều vội vàng đồng loạt hành lễ. Đông Hoàng chủ nhìn Tang Sạn cách đó không xa, nhẹ giọng nói, thật ra ta vẫn luôn đợi thần minh hy sinh chúng sinh, đạt đến một cấp độ mới, sau đó lại chiến đấu với cô ta, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng, ngay cả khi đại đạo của cô ta đã thủng lỗ chỗ, nhưng vẫn không chọn bước đi đó. Không những thế, cuối cùng còn chọn cách hy sinh bản thân để trấn áp chủ nhân bút đại đạo. Đúng là một thần minh khiến người khác phải ngưỡng mộ, tất nhiên. Cũng thật đáng tiếc, bởi vì không thể thực sự đánh một trận thật sự với cô ta. Tang Sạn nhìn chằm chằm Đông Hoang chủ, cô ta không nói gì mà chỉ mở rộng lòng bàn tay, tòa tháp nhỏ của Diệp Quân xuất hiện trong tay cô ta liếc nhìn tòa tháp nhỏ, ngay sau đó, 26 vị huyết vệ xuất hiện, cô ta vung tay áo lên, 26 vệt máu xuyên qua giữa lông mày của 26 huyết vệ. Quỳnh! Những cột máu không ngừng bốc lên từ cơ thể của 26 huyết vệ, lúc này, những phong ấn sâu nhất trong cơ thể họ hoàn toàn được giải trừ, khí tức của họ lúc này cũng dâng trào điên cuồng, trong nháy mắt họ đã đạt tới cảnh giới thần minh. Ngay sau đó, luồng sát khí đáng sợ quét qua toàn bộ vũ trụ tinh hà. Đây mới là dáng vẻ thật sự của họ. Không có bất cứ sự áp chế hay giam cầm nào. Đại sát khí siêu cấp vũ trụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của các cường giả Đông Hoang đều trở nên cực kỳ ngưng trọng.
không chỉ như vậy, ẩn sâu trong hoang hải vẫn còn ẩn giấu một vài khí tức cường đại. Lúc này, họ mới thực sự nhận ra rằng nền văn minh thần minh không đơn giản như họ nghĩ. Đông Hoang chủ nhìn Tang Sản, cười nói, mặc dù thần minh đã không còn, nhưng ngươi cũng không kém gì cô ta, được, đến đây. Nói đến đây, hai người đồng thời trở nên hư ảo, giờ phút này, bọn họ đã không còn ở thời không này nữa, trong một thời không không xác định nào đó, vô số đại đạo xuất hiện, sau đó va chạm lẫn nhau. Ở Hoang Hải, ánh mắt đám người quân U rơi vào Diệp Quân, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, nói, giết. Bên cạnh cô ta, những cường giả của Đông Hoang đột nhiên bay lên trời, sau đó tiến thẳng về phía Diệp Quân. Nhưng phía sau Diệp Quân, các huyết vệ cũng lần lượt bay lên trời và đối mặt trực tiếp với các cường giả của Đông Hoang. Khoảnh khắc những huyết vệ này ra tay, sát khí trên cơ thể họ đột nhiên dâng trào trở lại, sát ý áp đảo và sự thù địch trực tiếp nhuộm Hoang Hải thành màu đỏ như máu. Đúng vào lúc này, Diệp Quân cũng từ từ ngẩng đầu lên, có lẽ do chịu sự ảnh hưởng của những huyết vệ kia, trong mắt hắn đã hóa thành biển máu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu máu đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng đến chỗ người đứng đầu quân U. Nhìn thấy kiếm của Diệp Quân lao tới, trong mắt quân U hiện lên vẻ hung dữ, đến hay lắm. Nói xong cô ta đứng dậy lao về phía Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.